Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 26. Kiếm vũ không ngừng rơi xuống, để lại quỹ đạo ngũ sắc trong không trung. Cả tòa âm sơn đều được gột rửa sạch sẽ, không để lại bất kỳ góc chết nào, tất cả những thứ tà tông, u ám, đen tối quỷ dị đều không có chỗ trốn. Tuyết trên đỉnh núi ầm ầm lăn xuống, như thác nước chằng, dưới sự xung kích của kiếm vũ, hóa thành hơi nước, sôi lên sùng sục, lại ngưng kết thành mây dày nặng trên bầu trời. Mây lại hóa mưa, rào rào rơi xuống. Lúc hết mưa, kiếm vũ cũng dừng. Thế giới sạch sẽ, thanh tĩnh. Ngay cả mọi người trên một ngọn núi khác cách mấy chục dặm, đều hít thở được bầu không khí khác. Mọi người tận mắt thấy tất cả diễn ra, trong lòng chấn kinh không thể hình dung. Không ai nghi ngờ, đây là một thần tích. Cho nên, cũng không ai nghi ngờ, lúc này người thanh niên đứng phía trước đón gió chính là thần. Tạ bà bà kích động giống như một đứa trẻ con vừa vào. Thành cùng người lớn, cánh tay cầm nạng đầu rồng đang run lên. Các cô gái của Bách Hoa Cốc hoàn toàn hóa đá, dường như một quần thể tượng mỹ nữ được điêu khắc ở đây từ xưa đến nay. Ngay cả Nghiêm Cẩn từng chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần cũng bị chấn hãi đến mất đi sức tưởng tượng. Ngược lại là Lam Điền, vì tuổi còn nhỏ, rất hiếu kỳ với tất cả, lại cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên. Cô bé kéo tay Lý Dục Thần, đôi mắt nhìn, cảm nhận quá trình diễn ra. Thậm chí năng lực linh giác đặc biệt của cô bé thậm chí có thể khiến cô bé cảm nhận được khí tức đặc biệt trong cơ thể Lý Dục Thần, và những khí tức này vận hành lưu chuyển trong lúc anh thi triển kiếm pháp. Điều này khiến trong cơ thể cô bé cũng xao động khó hiểu, dường như có một ngọn lửa bùng cháy, có thứ gì thần bí đang nung nấu bên trong. Cô bé không biết là cái gì, nhưng cô bé biết, mình đang thay đổi, trở nên khác với trước đây. Cô cũng không còn là cô bé sợ rằn, sợ tối. Sợ những u linh màu trắng trong đêm đen nữa. Tạ Hồng Yên âm thầm véo mạnh đùi của mình một cái. Cô a, kêu nhẹ một tiếng, đau đớn dữ dội khiến cô ta tỉnh táo lại khiến trong lòng cô ta càng chấn hãi. Anh là người sao? Tạ Hồng Yên nhìn bóng lưng của người thanh niên mà vừa nãy bị mình nghi ngờ, châm biếm cười nhạo, nhớ lại tất cả mọi việc vừa xảy ra. Vừa nãy, trong lòng cô ta chế nhạo bao nhiêu? Bây giờ cô ta xấu hổ bấy nhiêu. Khuôn mặt cô ta nóng bừng bừng, giống như uống 2 lít rượu vậy. Tạ Hồng Yên không nhịn được dùng tay sờ mặt mình, chỉ sợ các tỷ muội phát hiện. Khi cô ta lén nhìn qua, phát các tỷ muội nhà mình đều đang ngây người, si mê nhìn người đàn ông đó, cô ta thở nhẹ nhõm. Nhưng thật khó hiểu, trong lòng lại dâng lên chút ý ghen tuông. Tâm tư kỳ lạ này khiến khuôn mặt cô ta càng đỏ hơn, người càng nóng rực. Tim của cô ta đập thình thịch, giống như muốn bù đắp cho nhịp tim dừng lại trong lúc kiếm vũ khắp trời vừa nãy. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra, một trận tiếng ầm ầm truyền đến từ dưới đất. Tòa âm sơn được kiếm vũ, tuyết lở và nước mưa gột rửa sạch sẽ bỗng chấn rung. Sau đó, một làn khói bụi màu đen không biết dâng lên từ đâu, xuất hiện trên đỉnh âm sơn. Xung quanh hoang dã nổi lên từng trận gió âm, kêu gào, giống như đàn quỷ đang gào khóc. Mặt trời bị mây đen che lấp, bầu trời tối dần. Một người xuất hiện phía dưới mây đen cuồn cuộn. Ông ta đứng trên không, áo choàng màu trắng và mái tóc màu đen bay bay trong gió. Cuồng đồ ở đâu đến, dám quấy nhiễu tao thanh tu. Một giọng nói âm u vang lên, mang theo gió lạnh thấu xương, thổi vào tai mọi người, cũng thổi vào thức hải của mọi người. Người nào cũng cảm thấy băng lạnh như rơi vào hầm băng. Tạ bà bà nhìn bóng người lơ lửng và mây đen phía xa, vẻ mặt không thể tin nổi, kinh hãi nói, âm vô cực. Cái gì, Tạ Hồng Yên kinh ngạc nói, bà, chẳng phải âm vô cực là người của 800 năm trước sao, sao lại xuất hiện ở hiện tại? Tạ bà bà run run nói, tôi cũng không biết, nhưng âm vô cực được miêu tả trong bút ký của tổ sư để lại, chính là dáng vẻ như này. Ha ha ha, bầu trời vang lên tiếng cười. Mọi người hoa mắt. Âm vô cực đã đến giữa không trung gần hơn. Lần này, cuối cùng mọi người đã nhìn rõ. Người này mặc áo trắng, mái tóc thả phía sau, dài gần băng áo choàng trên người. Khuôn mặt lão ta rất trắng, rất sạch sẽ, ngũ quan tiêu chuẩn, thậm chí còn khá đẹp, nhưng trên khuôn mặt lão ta không có huyết sắc, trắng đến đáng sợ, còn đôi mắt đó, âm u, dường như thông đến địa ngục. Vậy mà có người nhớ tôi, mấy trăm năm rồi, cuối cùng là mấy trăm năm. Tôi cũng không nhớ nữa. Các người là con cháu đời sau của con bé Tạ Lăng Tiêu đó phải không?
Âm Vô Cực nhìn người trên vách núi, đặc biệt là Tạ Bà Bà và các cô gái của Bách Hoa Cốc. Tuy con bé Tạ Lăng Tiêu đó rất đáng ghét, nhưng nể tình tôi và cô ta có quan ốt, tôi không làm khí con cháu của cô ta. Chỉ cần các người bái dưới môn hạ của ta, từ nay chúng ta là người một nhà, vừa nãy các người hủy sơn môn của tôi, giết đệ tử của tôi coi như chưa từng xảy ra. Ngoài ra, các người chọn hai người ra, song tu với tôi, để tôi cảm nhận lại sự ấm áp của tôi với Tạ Lăng Tiêu năm đó, mấy trăm năm rồi, ta vẫn nhung nhớ không quên được cô ta. Tôi khinh, Tạ Hồng Yên nổi giận, chỉ vào Âm Vô Cực trên không trung mảng nói, mà đầu nhà ông, không biết xấu hổ. Dám sỉ nhục tổ sư gia của chúng tôi, cẩn thận ngũ lôi tấn công, mãi mãi không được siêu sinh. Tạ Bà Bà sợ giật mình, con bé này, tính nóng mãi không sửa được, đúng là chuyên gây họa. Người trước mặt là ai, đó là lão tổ Âm Sơn Đói. Trưởng môn Âm Sơn Tông dụng thế tu hành chỉ 200 năm, đã sắp vào tiên thiên, lão tổ Âm Sơn này, bế quan 800 năm, còn không biết đã tu đến cảnh giới gì rồi. Nhưng cuối cùng Tạ Bà Bà cũng không ngăn cản Tạ Hồng Yên, là họa hay là phúc, trước mặt ma đầu như này, e rằng chạy cũng không chạy thoát được, đám trẻ muốn mắng, thì để cho chúng mắng sướng đi, không chừng sau hôm nay, ngay cả cơ hội mắng cũng không có. Tạ Bà Bà bất giác nhìn sang Lý Dục Thần, trong lòng cháy lên tia hy vọng, dù sao vừa nãy cũng được chứng kiến thần tích. Nhưng sau đó, bà ta lại lắc đầu, không dám nghĩ nhiều. Âm Vô Cực nhìn Tạ Hồng Yên một cái, cười dâm đãng nói, ha ha, cô gái này, tính khí lại giống y hệt Tạ Lăng Tiêu, rất bốc. Lửa, tôi thích, ha ha ha, là cô đấy, để âm thân của tôi chơi cho sung sướng, cô sẽ có lợi. Ngoài ra, ông ta lại nhìn các cô gái của Bách Hoa Cốc một vòng, dường như rất khó lựa chọn. Bỗng nhiên, ánh mắt của Âm Vô Cực dừng ở Lam Điền phía sau Lý Dục Thần. Ấy, cô bé kia sao mà giống Lăng Tiêu hồi nhỏ vậy? Chẳng lẽ, mày mới là con cháu đời sau của nhà họ Tạ? Vậy người thứ hai là mày đi. Lại đây, nhóc con, mày tên là gì? Đi cùng chú cho mày biến thành phụ nữ. Lam Điền hơi sợ hãi, căng thẳng sát gần bên cạnh Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vỗ nhẹ lên vai cô bé, nói, đừng sợ, có chú ở đây. Bây giờ, cháu đến bên cạnh Tạ Bà Bà, để chú đối phó người xấu. Lam Điền gật đầu, lùi lại phía sau hai bước, đến bên cạnh Tạ Bà Bà. Tạ Bà Bà, ở đây giao cho bà đấy. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó thân hình vút đi, bay lên không trung, đối thẳng mặt từ xa với Âm Vô Cực. Ấy, lại còn có một tên nhóc tiên thiên, Âm Vô Cực nhìn Lý Dục Thần hơi bất ngờ, nhóc con, vừa trải qua một trận lôi kiếp không lâu đúng không? Thật đáng tiếc, gặp phải tao, mày không có cơ hội trải qua lôi kiếp thứ hai rồi. Lý Dục Thần hơi bất ngờ. Anh không ngờ lão tổ Âm Sơn vẫn còn bế quan ở Âm Sơn, kiếm vũ phá núi vừa nãy, đã kinh động đến Âm Vô Cực bế quan, khiến lão ta phá quan bay ra. Anh không nhìn ra được tu vi của Âm Vô Cực rốt cuộc thâm sâu thế nào, nhưng Âm Vô Cực lại nhìn ra tu vi của anh, vừa mới đột phá một tầng lôi kiếp. Cho thấy tu vi của Âm Vô Cực ít nhất cao hơn mình một cấp. Vẫn coi thường phái Âm Sơn này rồi. Lại có một lão tổ gia trải qua ít nhất hai lần lôi kiếp đang bế quan. Âm Vô Cực, ông chắc chắn có thể giết được tôi thế sao? Ha ha, Âm Vô Cực cười hai tiếng, nhưng dường như thực sự nổi lòng nghỉ hoặc, nhóc con, báo tên của mày đi, môn phái nào, nói không chừng nể mắt tổ sư gia nhà mày, có thể tha một mạng. Vậy sao, Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, danh hiệu của tổ sư gia nhà tôi, ông không có tư cách nghe. Hơn nữa, tôi cũng không định tha cho ông. Vẻ mặt Âm Vô Cực biến sắc, tức giận nói, nhóc con, muốn hết hả? Nhưng Lý Dục Thần càng nói như vậy, ông ta lại càng nghi hoặc, càng nghỉ hoặc, trong lòng càng chột dạ. Âm Vô Cực biết rõ, Hoa Hạ rộng lớn, tiên môn nhiều vô số, lỡ như gặp phải đệ tử của Thục Tiên, Thanh Thành, Vương Thất nào đó, thì rắc rối rồi. Giết tên nhóc này, người của sư môn hắn chắc chắn sẽ đến điều tra. Ông ta cũng không sợ, cùng lắm là chuyển nhà, chỉ tiếc cho bí cảnh đầm hoang, mình đã canh ở đây 800 năm, không lấy được bảo bối ở đây, thực sự không cam tâm. Hừ, nếu mày đã muốn chết, thì đừng trách tao vô tình. Đừng nói tao không cho mày cơ hội, cũng đừng tưởng mày có sư môn chống lưng, thì tao không dám động vào mày. Cho dù mày đến từ Thiên Đô Côn Luân, ở đầm hoang vạn dặm này, tao giết mày, cũng không có ai biết, Âm Vô Cực nói.
Nhưng Âm Vô Cực không ngờ là, những lời của ông ta không sợ được đối phương, ngược lại người ta lại ra tay trước. Ngũ hành vi kiếm trong tay Lý Dục Thần bay ra, 49 đường kiếm quang bay thẳng đến Âm Vô Cực. Âm Vô Cực nhìn thấy kiếm quang này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười lớn ha ha. Ha ha ha, tao còn tưởng là đệ tử của tiên gia phương nào, thì ra vẫn là truyền nhân của lão tặc Tạ Ngũ Ương đó. Mày không biết châm pháp Ngũ Ương này, tao học sớm hơn mày 1000 năm hả? Ha ha ha, cũng không thấy ông ta hành động, một trận cuồng phong nổi lên, trong mây đen xung quanh bản ra rất nhiều khí đen, đón lấy kiếm quang, quấn chặt kiếm quang. Ngón tay Lý Dục Thần bấm quyết, kiếm pháp biến đổi, kiếm quang xoay chuyển, chém tan khí đen, cây châm thứ 50 trong tay bay ra, kết hợp với 49 đường kiếm quang, biến thành một thanh kiếm khổng lồ, kiếm quang chói mắt, đâm thẳng đến Âm Vô Cực. Hừ, đại diễn kiếm pháp, Âm Vô Cực cười lạnh lùng một tiếng, cũng chỉ vậy mà thôi. Mây đen chút xuống, hình thành một dòng thác nước trước mặt Âm Vô Cực. Thanh kiếm khổng lồ dâm lên thác nước, lại không thể đâm xuyên. Âm Vô Cực quát một tiếng, lên. Thác mây lại cuộn lên, bao bọc kiếm khổng lồ, lao ngược về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vội vàng bấm quyết niệm chú, giải mây cuốn đến nổ ra một trận kim quang, 50 đường hào quang bắn ra xung quanh, hóa thành phi kiếm, rơi vào trong tay anh. Nhưng thác mây không bị nổ tung, bỗng nhiên một nắm đấm đen xì thò ra từ trong thác mây, tấn công về phía lồng ngực Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vung tay tung ra một làn kim quang, hóa thành cái khiên ánh màu vàng, chặn trước ngực. Năm đấm đánh lên cái khiên ánh sáng, ầm ầm nổ tung. Một đường sóng xung kích vô hình lan ra trong không trung, cũng may đủ cao, nếu không những người dưới mặt đất khó tránh bị xung kích. Mặc dù là vậy, thần thức của mọi người cũng tối đi vì nó, dường như có tảng đá khổng lồ đè lên ngực. Nếu không phải Tạ bà dùng pháp lực bảo vệ mọi người, thì tất cả đã bị nội thương rồi. Cơ thể của Lý Dục Thần bay ra như diều đứt dây, trực tiếp bay xa mấy chục dặm, rồi mới từ từ dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả nhiên lão tổ Âm Sơn không thể coi thường. Cú đấm này không những có sức mạnh cực lớn, hơn nữa trong nắm đấm ẩn chứa ma lực, có thể hủy hoại nguyên thần người khác. Người ở dưới đất nhìn thấy Lý Dục Thần bị đánh bay, còn lão tổ Âm Sơn lại vẫn bất động trong không trung, cũng đều hoảng sợ không thôi. Xong rồi. Ngoại trừ Lam Điền và Nghiêm Cẩn, trong lòng những người khác cùng nảy ra một suy nghĩ giống nhau. Tạ bà thở dài một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên cậu Lý không địch nổi lão ma đầu này. Tiếc là bà ta chưa đủ đạo hành, tu sĩ chưa vào tiên thiên, khi cao thủ tiên thiên đấu pháp, hoàn toàn không giúp được gì, chỉ có thể cố hết khả năng bảo vệ tốt những người ở dưới đất tránh bị liên lụy. Chỉ có Lam Điền và Nghiêm Cẩn vẫn luôn không tin Lý Dục Thần sẽ thua. Nghiêm Cẩn tin vào anh rể thần kỳ của mình, chắc chắn sẽ thể hiện thần kỳ một lần nữa. Còn Lam Điền không có khái niệm gì với thẳng thua, mặc dù Lý Dục Thần bay đi, cô bé cũng không cảm thấy như vậy là thất bại. Âm Vô Cực cười lớn đuổi theo. Từng làn mây đen theo phía sau lão ta, kéo dài che lấp hơn một nửa bầu trời. Nhóc con, chịu chết đi. Mây dày đặc như mực lao về phía Lý Dục Thần, rất nhanh đã bao trùm lấy Lý Dục Thần. Mây đen như thủy triều, dâng lên từng mảng máu màu đen đỏ, biến thành một biển máu. Rất nhiều bộ xương màu trắng cuồn cuộn trong biển máu, thò ra vuốt xương khô gầy, dường như đang vật lộn, lại dường như đang tìm thứ gì. Ha ha ha! Trong không trung chỉ nghe thấy tiếng cười của Âm Vô Cực. Tạ Ngũ Ương, tôi không ngờ ông còn có truyền nhân pháp mạch ở bên ngoài, nhưng ông có lẽ cũng sẽ không ngờ phải không? Truyền nhân của ông, truyền nhân khó khăn lắm mới trải qua lôi kiếp, hôm nay cũng phải chết trong tay tôi. Bây giờ cậu ta giống như ông năm đó. Bị nhốt trong biển máu. Năm đó ông kiên trì được 8-9-11 ngày, mới hóa thành vũng máu, để xem truyền nhân của ông có thể trụ được mấy canh giờ. Ha ha ha! Giọng của Âm Vô Cực sang sảng truyền đến mặt đất, mọi người nghe mà run sợ. Lúc này, ngay cả Nghiêm Cẩn cũng biết, lần này anh dễ lành ít dữ nhiều. Cũng chỉ có Lam Điền, mở to đôi mắt, hiếu kỳ nhìn biển máu mây đen che lấp mặt trời đó. Sau đó, cô bé nhìn thấy trong biển máu lóe lên một tia sét nhỏ. Tia sét này nhỏ đến mắt thường khó nhận ra, nhỏ đến mức không ai phát hiện ra. Chỉ có linh giác bẩm sinh của Lam Điền nhìn thấy ánh sáng sắp tắt dần. Ánh sáng này chiếu sáng mắt của cô bé, chiếu sáng thế.
tâm của cô bé. Cô bé nhìn chăm chăm đám mây núi sắc biển máu đáng sợ che lấp bầu trời đó, chờ đợi ánh sáng lại lóe sáng lên lần nữa. Sau đó, cô bé nhìn thấy tia sét thứ hai. Sau đó là tia sét thứ ba, thứ tư. Những tia sét này vẫn rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ nhiều, trăng trịt dày đặc, bò khắp đám mây. Lúc này, những người khác cũng chú ý đến. Âm Vô Cực dừng cười, cau mày, không thể tin nổi nhìn về phía trước. Ầm, đám mây nổ tung. Vô số điện quang rải rác khắp bốn phía, nổ tan mây đen cả bầu trời, biến ra bầu trời tươi sáng. Biển máu biến mất, mây đen nứt thành từng mảng, từng mảng. Đó là cái gì? Âm Vô Cực nhìn chằm chằm thứ mà Lý Dục Thần nắm trong tay, hơi giống như cái búa, hoặc là cái rìu, chất liệu là ngọc, hoặc là đá, bên trên vần quanh điện quang nhỏ dày đặc. Sao hơi giống rìu của Lôi Thần trong truyền thuyết? Không, không thể nào, làm sao cậu ta có thể có thần khí như này? Tuyệt đối không thể nào. Âm Vô Cực lắc đầu, phủ định suy đoán của mình. Nhưng sau đó, một cảnh đáng sợ bắt đầu. Lý Dục Thần giơ tay lên cao, thứ trong tay bỗng nhiên to lên, biến thành một cái rìu đá khổng lồ. Âm Vô Cực nhìn thấy trên một mặt cán của chiếc rìu có một chữ kiểu cổ xưa, phát ra kim quang chói mắt, hình như là chữ Lôi. Còn trên một mặt khác, cũng phóng ra kim quang, vút lên trời, để lại phù hiệu trên bầu trời, đó là quẻ bùa của quẻ trấn. Phù hiệu lóe lên rồi tắt, một tia sét sáng lên, đánh ngang bầu trời. Sau đó là tia sét thứ hai, từ một hướng khác đánh ngang bầu trời. Sau đó là đường thứ ba, đường thứ tư. Tia sét bắt đầu từ chỗ gần, từng đường phân bố ra phía xa. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, đại địa bắt đầu chấn rung. Rất nhanh, cả bầu trời trong tầm nhìn, cùng răng đầy tia sét. Bầu trời đầm hoang vạn dặm dường như bị một tấm lưới phát quang chia cắt. Mà ở giữa tấm lưới đó, chính là Lý Dục Thần. Làm sao có thể? Khuôn mặt Âm Vô Cực lộ ra vẻ kinh sợ. Tia sét răng đầy bầu trời như này, đã vượt qua uy lực của lôi kiếp bình thường. Rõ ràng đối phương không cường mạnh, tại sao? Trong tay lại có thần khí như vậy. Làm sao cậu ta có thể nắm giữ sức mạnh khủng bố như vậy? Rốt cuộc cậu ta là ai? Đối diện với dòng điện ngập trời, luồng uy áp đáng sợ vô cùng cường mạnh đó, Âm Vô Cực sợ thực sự. 800 năm nay, đây là lần thứ hai lão ta cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên, là khi lão ta từ khe nứt không gian chui vào bí cảnh, nhìn thấy thứ đó. Âm Vô Cực muốn bỏ chạy, nhưng áp lực vô cùng vô tận đến từ trời đất khiến lão ta không nhúc nhích nổi. Cơ thể của lão ta bị sức mạnh cường mạnh vô hình giam giữ. Tia sét trên không trung bắt đầu giáng xuống, rơi lên mũi rìu của Lý Dục Thần. Từng đường liên tiếp, khi tất cả tia sét giáng xuống, dường như cả bầu trời sập xuống, thu nhỏ thành một điểm, một cái rìu. Từ mặt đất nhìn lên, là một người cầm một cái rìu phát ra hào quang, nâng đỡ cả bầu trời. Âm Vô Cực tuyệt vọng nhìn người đàn ông cầm cái rìu sấm sét đứng giữa chấp điện đó. Rốt cuộc mày là ai? Đây là câu hỏi cuối cùng lão ta hỏi ra, cũng là câu nói cuối cùng lão ta để lại trên thế gian này. Tiếc là lão ta mãi mãi không biết câu trả lời. Trên chiếc rìu sấm sét bắn ra một đường sét thô to, đánh thẳng vào Âm Vô Cực. Hào quang chói mắt này khiến tất cả mọi thứ giữa trời đất mất đi ánh sáng, ngay cả mặt trời trên trời cũng ảm đạm tối tăm. Sau đó, là một tiếng sét đánh vang lên. Âm Vô Cực biến mất như một hạt bụi trong hào quang chói mắt. Sét đánh xuống mặt đất. Hào quang nứt ra, cả thế giới chỉ còn lại một mảng ánh sáng trắng. Mọi người đứng trong ánh sáng, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân đang chấn rung. Từ lúc tia sét giáng xuống, ánh sáng trắng nổ nứt, thực ra chỉ trong chớp mắt. Nhưng năng lượng khủng bố trong chớp mắt đó khiến người ta tưởng thế giới sẽ bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Hồng Yên tưởng tượng, giả dụ như cậu Lý thực sự là kẻ xấu như ban đầu cô ta nghĩ, hoặc là giả dụ như người nắm giữ năng lượng khủng bố đó là Âm Vô Cực. Cô ta sợ giật mình bởi chính suy nghĩ này của mình, mới phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng trắng biến mất, đôi mắt của mọi người nhất thời không thể thích ứng, rơi vào trong tối tăm. Không nhìn thấy gì hết. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân vẫn đang chấn rung. Dường như sức mạnh của sét đánh vừa nãy giáng sâu xuống đất, gọi thức tỉnh năng lượng ngủ sâu trong lòng đất. Chỉ có Lam Điền, cô bé không cần thích ứng, linh giác bẩm sinh khiến cô bé đi lại tự do giữa bóng tối và ánh sáng.
Cô bé nhìn thấy chỗ mà lão tổ Âm Sơn bị sét đánh trúng vừa nãy, không gian nứt ra một đường. Đó là một đường khe nứt dài hẹp, u tối, thâm sâu. Đại địa chấn rung, một số thứ màu trắng từ khe nứt chui ra. Sau đó, cô bé nghe thấy Lý Dục Thần hét lớn, Nghiêm Cẩn, đưa cần câu rồng cho tôi. Trong tay Nghiêm Cẩn cầm cần câu rồng, nhìn xung quanh khó hiểu, anh rể. Em ở đây, em không nhìn thấy. Tuy cậu ta có thể phân biệt phương hướng qua âm thanh, nhưng khoảng cách xa như vậy, cậu ta không thể ném cần câu rồng qua, còn thần thức cũng giống như thị lực. Năng lượng vừa nãy đánh chúng nhất thời không thể hồi phục, muốn ném cần câu rồng qua, dùng thuật pháp. Điều khiển vật ném xa một chút cũng không làm được. Lam Điền đột nhiên tiến lên, tóm lấy cây bút trong tay Nghiêm Cẩn, rồi chạy về phía Lý Dục Thần. Chú ơi, thứ chú cần đây, cô bé hét. Nhưng đường núi gập ghềnh không dễ đi, đặc biệt là đối với một cô bé. Cô bé suýt ngã, đầu gối đập mạnh lên hòn đá. Cô bé cắn răng, đứng lên, tiếp tục chạy. Khe nét u tối, rạch ngang trong hư không đó giống như con đường thông đến địa ngục. Những thứ màu trắng dập dờn bay ra từ bên trong tỏa ra mùi chết chóc. Sau đó, cô bé nghe thấy một tiếng gầm trầm bức. Không gian xung quanh xuất hiện một số thứ kỳ lạ, đường sườn núi phía xa lại đang lay động, lên lên xuống xuống, giống như làn sóng. Cuối cùng cô bé nhìn rõ, đó không phải là sườn núi, đó là thân thể của một con rồng khổng lồ, uốn lượn quanh co trong đầm hoang rộng lớn, vừa hay lấy họ làm trung tâm, nói cách khác lấy đường khe nứt hư không đó làm trung tâm. Lượn một vòng lớn. Mỗi một ngọn núi đều là lưng của nó nhô lên, hoặc là vây rồng trên lưng nhô lên. Thân thể nó lúc ẩn lúc hiện, lúc thì trong hiện thực, lúc thì trong hư không. Thứ màu trắng bay ra từ trong khe nứt vừa nấy là râu rồng của nó. Sau đó, một cái đầu rồng to lớn xuất hiện, giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng trong không trung. Lam Điền cố hết sức chạy. Cô bé không biếng trong tay cầm cái gì, nhưng cô bé biết rất quan trọng. Nhưng cô bé bất lực biết bao, nhỏ bé biết bao, ở nơi hoang dã không có đường, dưới sự quan sát của mắt rồng khổng lồ. Cô ta cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình nhỏ bé giống một hạt cát. Chú à, của chú đây, Lam Điền hét lớn. Con rồng đó dường như cũng chú ý đến cô bé, hơi xoay cái đầu rồng khổng lồ nhìn sang cô bé. Sườn núi phía xa lại động đậy. Đúng lúc này, một thứ gì ấm áp bao trùm lấy cô bé, cảm giác này rất quen thuộc. Sau đó, cô bé đến trước mặt Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhận lấy cần câu rồng, sau đó đặt nhẹ cô bé xuống đất. Bây giờ anh không dám làm thêm động tác thừa nào, kể cả đưa Lam Điền đến bên cạnh mấy người tạ bà. Trên thực tế, đưa cô bé qua đó cũng vô ích. Đối diện với con rồng khổng lồ như vậy, con người ở đâu cũng không khác gì nhau. Không ai có năng lực bảo vệ ai, kể cả bản thân anh. Lý Dục Thần cũng không ngờ sẽ gặp được một con rồng thực sự ở đây. Tuy đây chỉ là long hồn, còn máu thịt của nó, có lẽ đã chết từ lâu, hoặc là còn ở trong hư không nứt ra đó chưa xuất hiện. Nhưng long hồn này đã đủ để hô mưa gọi gió vô địch ở thế giới này. Giao long trong gậy ô long của Thiệu Cư Ông so với nó, chỉ là con run đất thôi. Lý Dục Thần không dám sơ suất, anh không chắc chắn rồng mà Nghiêm Tử Lăng câu năm đó như thế nào. Cần câu rồng có thể đối phó với con vật khổng lồ thế này không, nhưng đã có vũ khí chuyên đối phó rồng, đương nhiên phải sử dụng. Anh tung ta ngũ hành vi kiếm đầu tiên, 49 đường kiếm quang bắn ra, kết trận trong không dung, kiếm khí như mưa, bản về phía rồng hoang. Nhưng những kiếm khí này dường như không thể gây ra sát thương lớn bao nhiêu với nó, ngược lại còn khiến rồng hoang nổi giận. Rồng hoang gầm lên một tiếng, đầu rồng khổng lồ lao về phía Lý Dục Thần. Giống như Thái Sơn đè đỉnh. Sườn núi xung quanh cũng bắt đầu di chuyển phập phồng dữ dội. Đại địa ầm ầm chấn rung, mọi người dưới đất ngã đông ngã tây. Lúc này, thị lực của mọi người đã hồi phục bình thường. Nhưng khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, người nào cũng nghi ngờ mình bị ảo giác. Cho đến khi Lý Dục Thần phát động tấn công, rồng hoang phản kích, mọi người mới tin, đây là sự thực. Cơ thể của rồng khổng lồ lượn vòng khắp trăm dặm. Mọi người không thể thoát thân, liền dứt khoát không tháo chạy nữa. Lúc này, tất cả hy vọng đều gửi gắm lên Lý Dục Thần. Chỉ có thể kỳ vọng anh lại phát ra thần uy lần nữa, giống như giết lão tổ Âm Dương vừa nấy. Nhưng trong lòng Lý Dục Thần biết rất rõ, lão tổ Âm Sơn và rồng hoang không cùng một đẳng cấp. Lão tổ Âm Sơn vốn mạnh hơn anh,
luận cảnh giới, lão ta ít nhất cũng trải qua 2 lần lôi kiếp. Sở dĩ có thể giết vượt cấp, là vì trong tay mình có thần khí dìu lôi công, còn ở đầm hoang, vừa hay là nơi dìu sấm sét có thể phát huy uy lực nhất. Lại thêm lão tổ âm sơn trần trừ, nếu lão ta lập tức ra tay, có lẽ Lý Dục Thần không có cơ hội dùng dìu sấm sét triệu hồi sấm sét vạn giảm. Lão tổ âm sơn ở trước mặt con rồng này, cũng chỉ có số phận nhét đầy răng con rồng. Bây giờ cuối cùng Lý Dục Thần đã biết tại sao phái âm sơn muốn đến Nam Giang tìm cần câu rồng và cây cung tiền vương. Lý Dục Thần không phải không thể dùng dìu sấm sét lần nữa. Nhưng sấm sét không phải là vô tận, dùng một lần, thì phải đợi sấm sét thiên đại hội tụ, nếu không, sấm sét không đủ, sử dụng lần nữa thì uy lực rất nhỏ. Nói theo cách nói bây giờ, thời gian hồi phục của kỹ năng này khá dài. Ngoài ra, thực lực hiện tại của anh cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của dìu sấm sét, tập trung sấm sét trong đầm hoang vạn dặm chưa đến 1%. Cho dù gọi đến sấm sét như vừa nấy, cũng không thể gây sát thương chí mạng với con rồng này. Trong lúc anh thi triển thuật pháp, đòn phản kích của rồng lại là đòn chí mạng. Giống như bây giờ, đầu rồng đè xuống giống như một ngọn núi khổng lồ, miệng rộng mở ra giống như vực sâu. Lý Dục Thần quăng cây châm ngũ hành cuối cùng trong tay ra, kim quang bao trùm anh vút lên trời, sau đó, 49 đường kim quang cũng bay theo, ở ngay phía sau anh, để lại mấy chục đuôi lửa sáng rực. Rồng hoang ngẩng đầu đuổi theo. Lý Dục Thần vung ra cần câu rồng trong tay về phía sau. Tuy anh chưa từng học đạo pháp của Nghiêm Tử Lăng, nhưng tiên pháp Thiên Đô, là chính tông của vạn pháp, tổ sư ra các môn phái ngồi đầy trong vạn tiên trận. Lại thêm lúc ở thành phố Mai, từng thấy Nghiêm Cẩn thi triển thuật pháp bên sông, cầm được cần câu rồng, anh đã ngộ ra cách sử dụng. Trên đầu cần câu rồng bay ra rất nhiều đường dây tơ, 2 đường trong đó cực kỳ thô to, lập tức quấn lên đầu của rồng hoang. Sau đó, rất nhiều đường sợi nhỏ hơn cũng quấn lên. Rồng hoang lắc đầu 2 cái, lại không thể thoát khỏi. Việc này như đã chọc giận rồng hoang, nó bỗng nâng cái đuôi đập đến. Lần này, cả thân rồng đều hoạt động, sườn núi phía xa di chuyển ngang đến. Nhưng sợi tơ nhỏ trên cần câu rồng liên tục bay ra không ngừng, chằng chịt răng khắp không trung, giữ chặt cái đuôi đập đến. Còn những sợi tơ quấn chặt đầu rồng cũng tiếp tục, kéo dài ra, quấn lên thân rồng ở phía xa, nhìn khí thế đó, lại muốn quấn chặt cả con rồng, quấn thành cái kén cho con rồng. Rồng hoang tức giận gầm thét một tiếng, cơ thể run lên. Lý Dục Thần lập tức cảm thấy pháp lực của mình không đủ dùng nữa. Mặc dù có thần khí như cần câu rồng trong tay, cũng không nhốt chặt được con rồng này. Anh rút Thiên Đô lệnh ném ra. Thiên Đô lệnh bay lên không trung, 2 chữ Thiên Đô bên trên phát ra kim quang bảo trùm, trùm lên đầu rồng. Trong kim quang có rất nhiều phù hiệu kỳ lạ, ngoe nguẩy giống như nòng nọc. Rồng hoang giãy giụa vật lộn yếu dần, rồi dần bất động. Lý Dục Thần biết, cục diện này không duy trì được bao lâu. Vì vậy kiếm quyết vừa ra, 49 đường kiếm quang vội dừng trong không trung, chuyển hướng, bắn về phía 49 đại huyệt trên thân rồng. Đường kiếm cuối cùng, Lý Dục Thần dứt khoát cũng không điều khiển kiếm nữa, đường kiếm bay thẳng đến đầu rồng, bắn vào giữa đôi lông mày. Con rồng như bị khóa chặt, thân rồng khổng lồ mềm nhũ xuống, đầu rồng rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Lý Dục Thần thở nhẹ nhõm, thu lại Thiên Đô lệnh. Nhưng đúng lúc này, việc lạ đột ngột xảy ra, một tiếng rồng gầm, con rồng đó bỗng tỉnh lại, giấy giụa, sợi dây câu rồng quấn chặt trên người bị đứt hết, 49 cây châm ngũ hành trên lưng bắn ra, và vút lên trời với tốc độ cực nhanh. Sau đó, cây châm trên đầu rồng cũng bay ra, bắn về phía Lý Dục Thần, tốc độ còn nhanh hơn lúc bay đi. Thậm chí Lý Dục Thần không kịp tránh, chỉ có thể giơ Thiên Đô lệnh trước người ngăn đỡ. Châm ngũ hành cạch một tiếng đâm vào Thiên Đô lệnh. Cũng may lệnh bài được làm từ chất liệu đặc biệt, không đâm xuyên được. Nhưng một luồng lực lớn đập lên lồng ngực của Lý Dục Thần, đánh bay Lý Dục Thần, phập một tiếng đụng lên thân rồng phía sau. Grun! Rồng hoang há miệng, gầm ra trận gió mạnh. Nếu lúc này nó cắn một cái xuống, có thể dễ dàng nuốt chửng toàn bộ mọi người dưới đất vào bụng. Nhưng đúng lúc này, khe nứt không gian u tối nứt ra phía sau nó bắt đầu chậm rãi đóng lại. Rồng hoang dương như phát hiện được điều gì, quay đầu nhìn, gầm một tiếng, rồi nhanh chóng chui vào. Khi thân thể khổng lồ của nó cuốn đến, vừa hay cuốn theo Lý Dục Thần, cũng mang cả Lam Điền bay lên,
cùng rơi vào trong khe nứt hư không. Khe nứt không gian đóng lại hoàn toàn. Tất cả lại trở lại như cũ. Mặt trời treo cao cao trên bầu trời, mấy đám mây trắng lở lững trôi trong không trung. Phía xa là dãy núi nhấp nhô, tuyết trên đỉnh núi phản chiếu ánh nắng. Gần đó là những tảng đá kỳ lạ lởm chởm và những rừng cây cao thấp rậm rạp. Nghiêm gần lập tức hét lớn, anh rể. Những người khác cũng định thần lại, đều bắt đầu tìm kiếm trong đầm hoang. Họ không có đôi mắt linh giác bẩm sinh như của Lam Điền, không thể nhìn thấy khe nứt không gian khi bí cảnh mở ra, vốn không biết Lý Dục Thần và Lam Điền đã bị cuốn vào trong đó. Cậu Lý, Lam Điền, cậu Lý, Tạ bà dẫn các cô gái của Bách Hoa Cốc, không ngừng hô gọi. Họ tiến hành tìm kiếm kiểu giải thảm trong phạm vi bán kính mấy chục dặm, thậm chí nhặt được về 49 cây châm ngũ hành nhỏ đó, Nghiêm Cẩn cũng nhặt được cần câu rồng của cậu ta. Nhưng không có dấu vết của Lý Dục Thần và Lam Điền. Ba ngày sau, Tạ bà đau lòng tuyên bố cậu Lý và cô bé Lam Điền đã đến một thế giới khác. Nghiêm Cẩn ngồi dưới đất, khóc thút thít, cậu ta tự trách dẫn vặt. Nếu không phải vì cậu ta, Lý Dục Thần sẽ không đến Lâm Hoang, cũng sẽ không xảy ra mọi việc sau này. Trong các cô gái của Bách Hoa Cốc, người khóc đau thương nhất lại là Tạ Hồng Yên mắng Lý Dục Thần nhiều. Nhất, cô ta vừa khóc vừa chửi rủa ông trời, ngay cả ma đầu độc ác cùng cực như âm vô cực cũng có thể sống đến 800 năm, tại sao lại đối xử với cậu Lý và Lam Điền như vậy? Các cô gái khác của Bách Hoa Cốc cũng đau buồn như vậy, đều khóc sụt sùi. Tạ bà không biết nên khuyên những thanh niên này thế nào, chỉ có thể để mặc họ. Chỉ có Mộc Niên Phong không khóc. Trong lòng ông ta trống rỗng, lại tỉnh táo dị thường. Những chuyện trải qua mấy ngày nay còn đặc sắc cả đời ông ta. Ông ta thấy may mắn vì mình đã đưa ra lựa chọn chính xác, từ nay có thể làm một người bình thường. Tuy người giúp ông ta đưa ra lựa chọn này không còn nữa, nhưng ông ta cảm nhận được hào quang còn ấm áp và chói mắt hơn mặt trời. Ông ta kỳ vọng, mình cũng sẽ trở thành người như vậy, cho dù không nóng, không sáng như vậy, cũng có thể chiếu sáng con đường dưới chân người khác, thậm chí chỉ là một con đom đóm, cũng có thể dẫn dắt người khác, đi ra khỏi bóng tối, hướng tới ánh sáng. Tạ bà đưa mọi người về Bách Hoa Cốc, lại bảo Tạ Huyền Nguyệt và Tạ Hồng Lăng đến trấn Lâm Hoang thuê mấy cửa hàng, mở Bách Hoa Đường. Đây là làm theo ý của Lý Dục Thần, là trừng phạt sau khi rắn độc cắn dân chúng trong trấn. Tạ bà cũng nghĩ kỹ rồi, không còn phái Âm Sơn nữa, Bách Hoa Cốc đã mất đi đối tượng và mục tiêu tranh đấu, sau này kinh doanh tốt y quán Bách Hoa Đường này, chữa bệnh cứu người, truyền thừa châm pháp ngũ ương đời đời kiếp kiếp. Mộc Niên Phong về đến cửa hàng thổ sản rừng núi ban đầu, tu sửa lại căn nhà đã nát, tiếp tục kinh doanh hàng thổ sản. Nghiêm Cẩn gọi điện về nhà, nhưng không nói chuyện của Lý Dục Thần, chỉ báo bình an, nói mấy ngày nữa sẽ về. Cậu ta ở cùng các nữ đệ tử của Bách Hoa Cốc, hàng ngày đều đến đầm hoang tìm tung tích của Lý Dục Thần, hy vọng kỳ tích xảy ra. Nhưng một tuần trôi qua, cậu ta mới tuyệt vọng hoàn toàn. Đã qua hết 10 ngày từ khi cậu ta rời khỏi thành phố Mai, người của nhà họ Nghiêm và nhà họ Lâm ngày nào cũng gọi điện dục hỏi, cuối cùng cậu ta mới hạ quyết tâm quay về. Nghiêm Cẩn về đến thành phố Mai, cùng mang theo in xấu Lý Dục Thần mất tích về, và nhanh chóng chuyển đến thành phố Hòa. Lần này, gần như cả thành phố Hòa sôi sục. Khi Nghiêm Tuệ Mẫn vừa nghe được tin này, liền rơi nước mắt. Con rể tốt như vậy, nói mất là mất ư. Bà ta không chỉ hỏi Nghiêm Cẩn một lần, mà hỏi đi. Hỏi lại mỗi một chi tiết của sự việc, chỉ sợ trẻ con còn nhỏ, hiểu nhầm. Cuối cùng, bà ta không thể không thừa nhận, cậu bé Nghiêm Cẩn tư duy chặt chẽ, tâm tư còn tinh tế hơn Lâm Vân nhiều, đợi ở trấn Lâm Hoang gần 10 ngày, cũng vân đợi về thành phố Mai mới nói ra sự việc, nếu là Lâm Vân, sợ là đã gọi điện báo từ lâu rồi. Nhưng Nghiêm Tuệ Mẫn cũng vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao cũng không tìm thấy thi thể của Lý Dục Thần. Bà ta quyết định lập tức về thành phố Hòa, nói sự việc này cho chồng Lâm Thu Thanh. Khi Lâm Thu Thanh nghe được tin này, liền mềm những người, suýt nữa ngã xuống đất. Hiện giờ Lý Dục Thần quá quan trọng với nhà họ Lâm, có thể nói hy vọng của cả nhà họ Lâm đều đặt vào. Lý Dục Thần chết rồi, có nghĩa là nhà họ Lâm thực. Sự rơi vào đường cùng. Cuộc chiến thương mại với nhà họ Viên, nhà họ Lâm không có chút hy vọng đánh thắng nào, bây giờ toàn bộ dựa vào Lang Dụ Văn chỉ huy. Một khi tin Lý Dục Thần đã chết được truyền đi, nhà họ Viên sẽ càng thêm ngang ngược.
hoặc là lùi một vạn bước mà nói, thua cuộc chiến thương mại, nhiều nhất cũng chỉ từ hào môn biến thành dân nghèo, trong lịch sử nhà họ Lâm cũng không phải chưa từng lụi bại, cũng từng sống ngày tháng khổ cực. Chỉ cần người còn, thì sẽ có hy vọng dựng dậy. Chỉ cần Lý Dục Thần còn, tính mạng của người nhà họ Lâm vẫn an toàn. Nhưng Lý Dục Thần chết, có nghĩa là sức mạnh cường mạnh duy nhất có thể bảo vệ nhà họ Lâm cũng không còn, sau khi nhà họ Viên đánh bại nhà họ Lâm trong kinh doanh, rất có thể sẽ đuổi cùng giết tận, lúc đó, thì thực sự là tai họa ngập đầu. Lâm Thu Thanh đang định đi báo cáo với ông cụ, Nghiêm Tuệ Mẫn nói, Thu Thanh, sức khỏe của bố chúng ta, hay là thôi đi, ông cụ còn sống, ít nhất nhà họ. Lâm chúng ta còn có chỗ dựa tinh thần, nếu ông cụ có mệnh hệ gì. Lâm Thu Thanh thở dài nói, ầy, vẫn là bà suy nghĩ chu đáo, tôi đang ruột gan rối bời, thực sự hổ thẹn với thân phận gia chủ. Nghiêm Tuệ Mẫn an ủi nói, ông là người trong cuộc, ruột gan rối bời cũng là bình thường, tôi chỉ là một người phụ nữ, cũng không giúp được gì trong chuyện kinh doanh, chỉ có thể suy nghĩ việc nhà cho ông. Cũng vất vả cho bà rồi. Vốn dĩ tôi còn nghĩ, đợi các con lớn hơn một chút, thành lập gia đình thì giao gia nghiệp cho chúng, hai chúng ta chỉ cần hưởng phúc. Không ngờ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Không những không thể cho bà hưởng phúc, còn bắt bà chạy đi chạy. Lại giữa thành phố Hòa với thành phố Mai, nhà họ Lâm, nhà họ Nghiêm, hai bên đều cần bà chăm sóc. Bà còn trẻ như vậy, đẹp như vậy. Lâm Thu Thanh nhìn vợ sắc mặt tiều tụy nhưng không che được vẻ xinh đẹp trước đây, hơi đau lòng. Ai bảo tôi gả cho ông chứ, Nghiêm Tuệ Mẫn cười, ông cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, bây giờ việc quan trọng nhất, vẫn là làm tốt chuyện trước mắt. Thằng bé Lý Dục Thần, còn mang ít niềm vui bất ngờ cho chúng a sao, nói không chừng lần này cũng chỉ là hú hồn một phen thôi. Bà ta quay đầu nhìn ra cửa sổ, dường như xuyên thấu thời gian không gian xa xôi, nhưng lòng vẫn trầm xuống, không nhịn được một giọt nước mắt lăn xuống. Chuyện này, không nói cho bọn trẻ vội. Lâm Thu Thanh gật đầu nói, cũng được, cứ giấu đã vậy, nhưng tôi vẫn phải nói một tiếng với chỗ cậu lang. Nhưng nếu cậu lang biết Lý Dục Thần xảy ra chuyện, liệu có? Nếu cậu ta làm như vậy, là chuyện của cậu ta, tôi không có quyền làm gì, nhưng cậu ta có quyền được biết, tôi cũng có nghĩa vụ nói cho cậu ta biết. Nghiêm Tuệ Mẫn gật đầu, bà ta biết chồng nói đúng, nhưng trong lòng bà ta càng lo lắng hơn. Lang Dụ Văn không hoảng hốt kinh sợ như Lâm Thu Thanh tưởng tượng, mà khá là bình tĩnh. Thậm chí anh A không hỏi thêm một câu, ví dụ như Lý Dục Thần xảy ra chuyện thế nào, còn có hy vọng sống không? Anh ta chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc, hút mãi cho đến khi chỉ còn đầu mẩu thuốc, dập mẩu thuốc vào. Trong gạt tàn, sau đó nói, phát thông tin ra đi. Lâm Thu Thanh ngẩn người. Phát tin ra ư, cậu lang, nếu làm vậy, lòng người sẽ mất, bây giờ chúng ta dựa vào hết Dục Thần, còn có thể có được sự ủng hộ, nếu biết Lý Dục Thần đã chết. Khi nói đến hai chữ đã chết, trong lòng Lâm Thu Thanh lạnh buốt, bất giác run lên. Vừa hay giúp cậu Lý kiểm tra phẩm chất của những người đớ, Lang Dụ Văn bình tĩnh nói. Hả? Lâm Thu Thanh không hiểu, người đã không còn, còn có gì đáng thử nghiệm? Còn nhà họ Viên thì sao? Dạo này nhà họ Viên càng ngày càng tấn công mạnh, một khi họ biết Dục Thần xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ toàn lực phát động tấn công, chắc chắn chúng ta sẽ không đỡ được. Cho dù họ không biết, chúng ta có thể trụ được mấy ngày. Lang Dụ Văn đẩy kính mắt, lại lấy ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi hút một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng dày đặc. Giấu cũng không giấu được, chưa được mấy ngày nhà họ Viên sẽ biết. Nhưng nếu bây giờ ông phát tin này ra, khi họ phát hiện nguồn gốc của tin tức là do ông chủ động phát ra, họ sẽ nghi ngờ liệu có phải là ông tung hỏa mù, nghi ngờ ông nhất định có âm mưu gì đó. Họ sẽ không dám đánh với ông, chỉ cần họ kiêng sợ, không dám quyết chiến với chúng ta sẽ có cơ hội, ít nhất có thể trụ thêm một thời gian. Lâm Thu Thanh không thể không khâm phục Lang Dụ Văn, không chỉ tài năng, chỉ với sự bình tĩnh này, không phải người bình thường có thể làm được. Nếu sinh ra ở thời loạn, nhất định sẽ là nhân vật anh hùng kiệt xuất. Ông ta càng khâm phục con mắt của Lý Dục Thần, nghe nói Trần Văn Học đã giới thiệu Lang Dụ Văn cho Lý Dục Thần. Lý Dục Thần chỉ gặp anh ta một lần, thì đã giao tất cả tiền và công chuyện làm ăn cho anh ta. Cũng chỉ có nhân vật như Lý Dục Thần, thiên tài tuyệt thế thực sự, mới có thể nắm giữ được anh hùng kiệt xuất như vậy. Đáng tiếc, Lý Dục Thần không còn nữa. Trong lòng Lâm Thu Thanh thê lương, đau lòng thay cho Lang Dụ Văn, đau lòng thay cho nhà họ Lâm. Triệu Thần Dương hưng phấn hừng hực chạy vào.
thư phòng của bố, vẻ mặt vui sướng nói. Bố ơi, nói với bố một tin tốt, Lý Dục Thần chết rồi. Triệu Tứ Hải đang cầm kính phóng đại thưởng thức một chiếc bình sứ thanh hoa, bình sứ trong tay suýt rơi xuống đất. Ông ta sợ giật mình, chiếc bình sứ thanh hoa này là ông ta vừa bỏ số tiền lớn để mua về, nếu bị vỡ, thì thật đáng tiếc. Hớt ha hớt hải, làm gì thế hả? Bố à, bố không nghe thấy lời của con à, Lý Dục Thần chết rồi. Con tin không? Triệu Tứ Hải thản nhiên hỏi một câu, rồi lại cúi đầu thưởng thức bình sứ thanh hoa của ông ta. Con, Triệu Thần Dương ngẩn người, thông tin là từ nhà họ Lâm truyền ra, có lẽ đáng tin. Chính vì từ nhà họ Lâm truyền ra mới không đáng in, Triệu Tứ Hải đặt kính phóng đại xuống, ngẩng đầu, nhìn con trai của mình, khế lắc đầu, nếu con là Lâm Thượng Nghĩa, Lý Dục Thần chết thì con sẽ làm thế nào? Phong tỏa thông tin, Triệu Thần Dương suy nghĩ trả lời, sau đó liền ngẩn người, bố nói là. Bố không nói gì hết, vậy chúng ta làm thế nào? Lặng lẽ quan sát diễn biến. Nhà họ cha ở Hải Thành. Quản gia đang báo cáo thông tin vừa nghe được cho hai bố con cha Võ Anh trong thư phòng. Lý Dục Thần chết rồi, cha Minh Huy vui mừng, đúng là ông trời có mắt. Ha ha ha. Cha Võ Anh đứng trước bàn làm việc, hồi lâu không động đậy. Dấu mực trên giấy tuyên trên bàn chưa khô, là một bài phú cửu ca quốc thương của Khuất Nguyên vừa mới viết, đang viết đến hai câu cuối cùng, còn chưa viết hết. Thân chết rồi nhưng anh linh vẫn còn. Hồn phách trở thành bậc hùng của quỷ. Cha Võ Anh lấy điện thoại, gọi ra nước ngoài LG, bên này có thông tin nói Lý Dục Thần đã chết, ông thấy thế nào? Phía bên kia điện thoại trầm mặc, hồi lâu sau mới vang lên giọng của LG. Người này không phải người bình thường, bất luận sống chết, đại ca cũng không được lỗ mãng hấp tấp. Biến cố lớn sắp xảy ra, lần này ngay cả thần nữ cũng đã xuất quan. Nhà họ cha chúng ta cứ lặng yên quan sát diễn biến, tùy cơ ứng biến đi. Qua một thời gian nữa Nali sẽ về nước, cô ấy được chân truyền của thần nữ Đại Mã, tương lai của nhà họ cha, có thể nghe ý kiến của cô ấy. Bầu không khí trong Ngô Đồng Cư vô cùng trầm bức nặng nề. Tin tức được truyền đến quán Giang Hồ, ba người chị Mai lập tức chạy đến Ngô Đồng Cư, lại gọi Lâm Vân đến, để hỏi thật giả. Lâm Vân bị hỏi đến chán. Dứt khoát gọi điện bảo Nghiêm Cẩn từ thành phố Mai đến. Nghiêm Cẩn nói chi tiết quá trình sự việc. Mọi người không ngừng hỏi, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nghiêm Cẩn không thấy mệt, trả lời từng câu một. Càng hỏi, càng nghe, mọi người càng kinh hãi, càng hoảng sợ. Kiếm vũ rửa âm sơn, vạn dặm nổi sấm sét, lão tổ âm sơn, một con chân long. Tất cả đều vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, nghe thế nào, nghĩ thế nào cũng là giả. Là câu chuyện cổ tích. Nhưng lại xảy ra với Lý Dục Thần, họ lại dường như cảm thấy tất cả đều hợp lý. Đã tìm 10 ngày cũng không tìm được, chắc chắn là xác cũng không còn. Quan trọng là vẫn tìm được 49 cây châm. Chị Mai, sư phụ Vinh và ông chủ Vương tận mắt nhìn thấy Lý Dục Thần dùng những cây châm đó giết chết Trương Điên ở trong sân viện tổng đại yếu môn thủ đô. Họ biết châm ngũ hành có uy lực lớn thế nào. Một người tu hành không thể nào ném bỏ pháp khí của mình. Trừ phi anh ta chết. Trong Ngô Đồng Cư nặng nề chỉ còn lại tiếng lá cây ngô đồng rơi theo gió thu. Không thể nào, Mã Sơn đập bàn, Dục Thần mệnh lớn, cậu ấy không thể chết được. Mã Sơn không tin Lý Dục Thần sẽ chết, thậm chí anh A không tin có rồng, nhất định là Nghiêm Cẩn bị ảo giác. Tôi phải đến Trấn Lâm Hoang, đến Đầm Hoang, đi tìm anh em của tôi, Mã Sơn đưa ra quyết định, chắc chắn cậu ấy còn sống. Không chừng bị thương ở trong sơn động nào đó, đợi chúng ta đến cứu. Chị Mai ủng hộ đầu tiên. Tôi cũng đi, không tận mắt thấy, tôi cũng không cam tâm. Tôi đi cùng hai người, Lâm Vân nói, anh ấy là anh rể của tôi phải cho chị tôi một lời giải thích. Cậu ta nhìn sang Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn không hề do dự nói, nếu mọi người muốn đi, tôi đi cùng mọi người, tôi dẫn đường cho mọi người. Vậy là, Mã Sơn, chị Mai. Sư phụ Vinh, ông chủ Vương, Lâm Vân và Nghiêm Cẩn cùng đi một chuyến đến Đầm Hoang. Lần này, họ đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo rất nhiều trang bị dã ngoại, thậm chí cả máy tìm kiếm. Đến Trấn Lâm Hoang, Nghiêm Cẩn dẫn họ đến Bách Hoa Đường. Được biết là bạn tốt của Lý Dục Thần, Tạ bà nhiệt tình tiếp đãi họ. Các cô gái của Bách Hoa Cốc và họ cùng tham gia tìm kiếm lần này. Đến sau này,
thợ săn và người hái thuốc của Trấn Lâm Hoang cũng tham gia. Đội ngũ gần 100 người, tìm kiếm hơn 20 ngày rong đầm hoang, vẫn không có thu hoạch gì. Hôm đó, trời âm u đến đáng sợ, mưa rơi rả rích suốt cả ngày. Cuối cùng Mã Sơn tuyệt vọng, chỉ lên trời mắng lớn một câu, tôi ghét ông trời. Ông trời dường như đáp lại, mưa lớn hơn, rào rào chút xuống, vô tình gột rửa đại địa. Rất nhanh hình thành dòng nước lũ trong đầm hoang. Mọi người không thể không rút về đến Trấn Lâm Hoang. Buổi tối hôm đó, Mã Sơn luôn cứng rắn đã khóc, khóc như đứa trẻ con. Đã qua hơn một tháng kể từ ngày xảy ra chuyện, họ không thấy được hy vọng nào. Họ mang theo sự tuyệt vọng về thành phố Hòa. Lúc này, cuộc chiến thương mại giữa nhà họ Lâm và nhà họ Viên đã bước vào giai đoạn gay cấn. Sau khi trải qua một thời gian mơ hồ, nghi ngờ, cuối cùng Viên Thọ Sơn hạ quyết tâm, tổng tấn công nhà họ Lâm. Còn những người đứng ngoài quan sát, có rất nhiều nhà tham gia chiến đoàn, hoặc là những người vốn định giúp nhà họ Lâm, chuyển hướng trở thành người quan sát. Ngay cả Trần Văn Học cũng bị bố gọi về thân chu, thu hồi tài sản vốn đã giao cho anh quản lý, chấm dứt đầu tư ở thành phố Hòa và hợp tác với nhà họ Lâm. Hiện giờ nhà họ Lâm chỉ còn lại một tập đoàn kinh lý, do đội của Lang Dụ Văn dẫn dắt, cùng giúp nhà họ Lâm vất vả chống đỡ. Nhà họ Lâm, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 ngày. Viên Nãi Minh vung nắm đấm, nói chắc như đỉnh đóng cột, nhìn con trai Viên Thế Kiệt đã biến thành kẻ ngốc, miệng chảy rãi bên cạnh, trong mắt ông ta đầy lửa giận báo thù. Viên Thọ Sơn ngồi trên ghế nằm, nhắm mắt, nói, Hạ ông sư xuất quan rồi, đáng tiếc, Lý Dục Thần đã chết, không thể nghiền xương róc thịt Lý Dục Thần, bố không cam tâm. Để báo ứng này, ứng lên người nhà họ Lâm đi. Yên tâm đi bố, con sẽ sắp xếp, lần này nhà họ Lâm không chỉ phá sản hoàn toàn, còn sẽ sống không bằng. Chết, những người bây giờ còn hỗ trợ nhà họ Lâm, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Viên Thọ Sơn nói tốt, chuyện này con phải lên kế hoạch, tuyệt đối đừng có sai sót. Không được tha cho một người nào của nhà họ Lâm. Đại hội võ lâm sắp bắt đầu, đợi đại hội võ lâm kết thúc, chúng ta giải quyết triệt để chuyện nhà họ Lâm. Đến lúc đó, nhân cơ hội Hà Tông, sư đăng quang đệ nhất tông sư võ đạo Nam Giang, lại thêm cuộc chiến thương mại lần này đại thắng, địa vị ở tiền đường của nhà họ Viên chúng ta có thể lên một bậc, ít nhất không được thua nhà họ Cao. Viên Nãi Minh nghỉ hoặc nói, bố à, bố nắm chắc Hà Tông sư có thể thắng Liễu Kim Sinh ư. Viên Thọ Sơn mỉm cười nói, con không phải người luyện võ, con không hiểu. Lần trước khi Hà Tông sư bế quan, cũng có thể dọa lui Lý Dục Thần. Con biết đó là gì không? Đó là võ hồn, hồn của võ giả, võ đạo Tông sư là trên hết, trên Tông sư, còn có cảnh giới cao hơn. Luyện ra võ hồn, có nghĩa là bước vào tiên thiên. Từ đó lấy võ nhập đạo, không còn là người bình thường nữa. Không phải người bình thường, thì là người gì? Người gì? Bố cũng không dám nói. Tóm lại, có võ hồn, tông sư cũng phải tránh. Ở Nam Giang, không có đối thủ nữa. Ngoài ra, bố nói với con một chuyện, Viên Thọ Sơn lại nói, trên mặt còn lộ ra niềm vui khó che đậy. Gần đây, bố bị Lý Dục Thần đó làm cho tâm phiền ý loạn, nhưng cũng trong họa được phúc. Hôm đó thấy Lý Dục Thần ra tay, võ hồn của Hà Tông Sư xuất hiện, đã cho bố có không ít cảm ngộ. Bố cảm thấy đã sờ được đến ngưỡng cửa Tông Sư. Đương nhiên, đối với võ giả, cửa ải này là khó qua nhất, rất nhiều người cả đời, cũng không bỏ qua được ngưỡng cửa này. Nhưng Hà Tông Sư đã hứa với bố, nếu bố đến được ngưỡng cửa này, và nếu ông ta đột phá tiên thiên, ông ta sẽ giúp bố thành Tông Sư. Viên Nãi Minh vui mừng nói, chúc mừng bối. Chị Mai ngồi trước bàn, tay cầm thiếp mời đại hội võ lâm mà ngẩn người. Đi, hay không đi đây? Nếu có Lý Dục Thần, đương nhiên bà ta không sợ. Nhưng bây giờ, trong lòng bà ta thực sự hơi sợ hãi. Trốn nhiều năm như vậy, cuối cùng phải đối diện rồi. Ông chủ Vương ngồi phía sau quầy, thò cổ ra, lộ ra nụ cười như Phật Di Lặc. Chỉ có trong mắt đầy sự quan tâm và lo lắng. Ông ta quay đầu nhìn vào bếp, nhìn thấy sư phụ Vinh đứng ở cửa bếp, dựa lên khung cửa. Sư phụ Vinh cũng vừa hay nhìn sang ông ta. Hai người nhìn nhau, sau đó gật đầu. Sau một trận mưa lớn, trong đầm hoang lại trong xanh trở lại. Nước lũ mau rút đi, để lại dấu vết hoang tàn kinh hãi dưới đất. Cụ Nham Sơn dắt tẩu thuốc bên hông, trên chân buộc dao chặt củi, trên lưng vác cây cung, đi trong đầm hoang sau mưa.
ông cụ và những người khác cùng tìm kiếm gần một tháng. Người khác đều đi hết, ông cụ vẫn ở lại. Dựa vào khứu giác của thợ săn già nhất, cũng từng nổi tiếng nhất trấn lâm hoang, ông cụ không từ bỏ. Ông cụ muốn tìm cháu gái của mình. Ông cụ biết, rất có thể họ sẽ đột ngột xuất hiện ở nơi nào đó. Giống như năm đó, tiên nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt ông cụ. Cụ Nham Sơn đi theo con đường trong trí nhớ, nhưng đi mãi vẫn lạc đường. Đầm hoang nổi bật chính là ở chữ hoang, sau một trận mưa lớn biến thành, đầm, mấy trăm hơn ngàn năm, không ai có thể đi hết một lượt trong cả đầm hoang. Bên ngoài cho rằng thập vạn đại sơn là từng ngọn núi liên tiếp, giống như trồng cây, từng cái cây xếp hàng đứng đó, nhưng vào trong mới biết, trong đại sơn là núi liền núi, núi đè núi, núi ôm núi, núi lớn liền núi nhỏ quấn quanh núi lớn. Nhìn từ xa, là từng ngọn núi trong đám mây, nhưng trước mắt chỉ có rừng rậm che lấp bầu trời, và những vách núi dựng đứng ngăn cản bạn tiến vào. Cụ Nham Sơn đã đi 3 ngày 3 đêm, lương khô mang theo cũng đã ăn hết. Ông cụ vốn nghĩ rằng dựa vào bản lĩnh săn bắn của mình, ít nhất sẽ không chết đói. Nhưng không ngờ, 3 ngày nay, ông cụ lại không gặp được một con thú hoang sống nào, mà nhìn thấy không ít xương thú hoang vùi dưới đất. Dường như nơi này là một bãi tha ma khổng lồ của động vật vậy. Cụ Nham Sơn đói lắm rồi, nhờ vào ăn quả rừng và cỏ dại cố trụ được 2 ngày. Thực sự không trụ được nữa, ông cụ tìm. Cỏ khô chất đống lại, nằm lên cỏ, châm lửa. Trong ánh lửa bập bùng, ông cụ nhìn thấy khuôn mặt của cháu gái. Lam Điền à, cháu về đi, bố mẹ đều đang ở nhà đợi cháu đấy, ông cụ hô gọi. Khuôn mặt cháu gái cười sinh động, lấp lánh trong ánh lửa, đột nhiên lớn lên, biến thành một khuôn mặt khác. Cụ Nham Sơn nhớ đến tiên nữ mình gặp được hồi trẻ. Ông cụ không chắc chắn, đây là khuôn mặt của tiên nữ, hay là khuôn mặt của cháu gái. Có lẽ, đợi linh hồn lên trời, thì có thể gặp được tiên nữ. Ông cụ nghĩ như vậy. Một cơn mưa dày hạt nhỏ như cam lộ rơi xuống, giật tắt lửa. Ông cụ nhìn thấy tiên nữ đứng trước mặt mình, mỉm cười với mình. Cụ Nham Sơn kích động đứng lên, ông cụ muốn tiến lên, muốn đi sờ khuôn mặt của tiên nữ, khi ông cụ nhìn cánh tay già nua gầy gâu của mình, ông ta liền lạnh lòng. Tôi già rồi, ông cụ nói. Tiên nữ cười với ông cụ, con người đều sẽ già, cây cối cũng sẽ già, tiên cũng sẽ già. Nhưng cô vẫn trẻ như vậy. Đẹp như vậy, cụ Nham Sơn nói. Đó là vì tôi ở trong lòng ông, chưa từng thay đổi, trong lòng ông, tôi như thế nào, thì tôi ở trong mắt ông là như vậy. Giống như đầm hoang này. Tiên nữ giơ ngón tay thon nhỏ, chỉ vào rừng cây, trong lòng ông nở hoa, thì nó là mùa xuân, trong lòng ông đóng băng, thì nó là mùa đông. Cụ Nham Sơn suy nghĩ lòng của mình, lại nhìn tay của mình một cái. Ông cụ cảm thấy trong lòng mình đang nở hoa. Đại sơn trong trí nhớ của ông cụ mãi mãi nở hoa, giống như tiên nữ trong lòng ông cụ. Nhưng tay của ông cụ, thực sự đã già, không biết làm sao, ông cụ có chút chán nản, có chút không cam tâm, có chút bất lực. Tôi đến tìm Lam Điền, nó là cháu gái của tôi, cô có nhìn thấy nó không? Ông cụ rụt tay lại, hỏi. Cô bé rất ổn, ông xem, chẳng phải cô bé ở đó sao? Tiên nữ chỉ tay. Cụ Nham Sơn nhìn về hướng tiên nữ chỉ tay, ở trong đường sáng hơi méo mó mờ mờ ảo ảo đó, ông cụ đã nhìn thấy Lam Điền. Đó là một bãi bùn rộng lớn. Lam Điền ngồi trên một tảng đá nham bên bãi bùn. Bên cạnh cô bé có một người thanh niên. Người thanh niên trông hơi nhếch nhác, quần áo rách tơi, đầu tóc rối bù. Đối diện với họ là một con rồng khổng lồ chiếm giữ khu chính giữa bãi bùn rộng lớn, lớp vảy trên thân rồng, cho dù không có ánh mặt trời, cũng bắn ra ánh sáng trăng kinh hồn bạt vía. Ở nơi xa hơn, có một tòa thành cổ xưa tối tăm. Lý Dục Thần biết, lần này gặp rắc rối thật rồi. Bị rồng khổng lồ cuốn lên hút vào trong khe nứt không gian. Khe nứt đóng lại, có nghĩa là anh và Lam Điền tiến vào một không gian khác. Anh không chắc chắn nơi này có phải là bí cảnh trong truyền thuyết hay không, nhưng nếu khe nứt không gian không mở ra, có nghĩa là anh và Lam Điền không thể quay về. Ngược lại con rồng đó lại ảm đạm lại, không có ý vội muốn tấn công họ. Đây là chân thân của rồng, nhỏ hơn rất nhiều so với long hồn nhìn thấy ở bên ngoài khe nứt vừa nãy, nhìn bằng mắt ước tính dài gần 100 mét. Nhưng Lý Dục Thần biết, một khi con rồng ra uy, thì còn đáng sợ hơn vừa nãy gấp 100 lần. Cũng may bây giờ nó đang khoanh tròn nằm ở đó, bất động, nhắm mắt,
dường như đang ngủ, hoặc là nghĩ rằng hai người mới xuất hiện trước mặt nó không hề uy hiếp với nó, liền nghĩ sư tử sẽ không vì hai con thỏ đến mà bỏ giấc ngủ trưa, trừ phi nó đói. Nhưng Lý Dục Thần biết, nếu muốn ra khỏi không gian này, vẫn phải chọc giận con rồng này, chỉ có đỡ được sức mạnh của rồng, mới có khả năng mở khe nứt không gian ra lần nữa. Đương nhiên còn có một cách, đó là nắm giữ trận pháp đồ của kết giới bí cảnh này, và tìm được đầu mối then chốt của nó. Như vậy thì có thể mở ra cả bí cảnh. Anh nhìn thành trì tối tắm mờ mờ ở phía xa, đó rất có thể là thành cổ bộc trong truyền thuyết. Hiển nhiên con rồng đó là kẻ canh giữ tòa thành này. Anh thử đổi mấy hướng, muốn vòng qua con rồng, nhưng bất luận anh đi qua bao nhiêu đường, vòng qua bao nhiêu vòng, cuối cùng tòa thành đó vẫn ở phía trước, con rồng đó. Ngăn cản đường đi của anh. Đây là một không gian độc lập, có quy tắc khác với thế giới bên ngoài. Đã không vòng qua được con rồng này, thì chỉ đành chọc giận nó, đấu với nó một trận. Lý Dục Thần quay đầu nhìn Lam Điền một cái. Khi anh quay người nhìn Lam Điền, con rồng và tòa thành đó ở ngay phía sau Lam Điền, đối diện với anh. Từ trong đôi mắt trong veo của Lam Điền, Lý Dục Thần nhìn thấy bóng của con rồng. Cũng có nghĩ là, trong mắt Lam Điền, con rồng và tòa thành đều ở phía sau Lý Dục Thần. Đây là điểm kỳ lạ của không gian này. Anh buộc phải đối mặt trực diện với con rồng này. Cần câu rồng rơi ở bên ngoài không gian, châm ngũ hành chỉ còn lại một chiếc. Lý Dục Thần nghĩ đến rất nhiều phương án chiến đấu, khả năng có thể tránh được một đòn của chân long sau khi bị chọc giận vô cùng nhỏ, huống hồ, bên cạnh còn có Lam Điền. Anh phải bảo vệ cô bé an toàn. Đây là nghĩa vụ của anh, cho dù bản thân anh chết. Vì vậy, nếu thực sự không còn cách nào, anh còn có chiêu cuối cùng, dùng công lực cả đời mình, xé rách khe nứt không gian, đưa Lam Điền ra khỏi đây. Lam Điền không biết anh đang nghĩ gì, chỉ vào phía sau anh nói, chú ơi, con rồng đó ôm cái gì đó ở giữa. Lý Dục Thần ngẩn người, quay đầu nhìn. Thân mình của chân long phóng ra khí trường cường mạnh ngăn cách thần thức. Nhưng linh giác bẩm sinh của Lam Điền dường như có thể xuyên thấu tất cả. Lý Dục Thần không thể không ngưng thần nhìn, thần thức cố gắng xuyên qua khí trường trên thân rồng. Anh nhìn thấy ở chính giữa cơ thể uốn lượn của con rồng có một điểm sáng. Nhưng điểm sáng đó không sáng rõ, mà u tối. Điểm sáng u tối đó dường như vô cùng sắc bén, ngay cả thần thức cũng bị chia cắt. Lý Dục Thần kinh ngạc. Đó là cái gì? Thứ vô cùng sắc bén đó, cảm giác ngay cả thần thức cũng bị cắt xé. Anh chỉ từng cảm nhận được khi kiếm khí trong vạn tiên trận ở đỉnh núi Thiên Đô tràn ra. Nhưng anh đã không có thời gian để suy đoán đó là cái gì. Bởi vì, trong lúc thần thức của anh xuyên thấu long khí, chạm vào ánh sáng đen đó. Con rồng khổng lồ mở mắt, Lam Điền nghĩ đến một câu thành ngữ vẽ rồng điểm mắt. Truyền rằng trước đây có một họa sĩ đã vẽ hai con rồng, vẽ rất sinh động giống như thật, nhưng lại không có mắt. Mọi người đều rất hiếu kỳ. Hỏi ông ta tại sao? Ông ta nói nếu vẽ mắt, rồng sẽ bay đi. Không ai tin lời của ông ta, cho đến một ngày, ông ta đã vẽ mắt cho rồng, hai con rồng đó liền cưỡi mây bay đi. Bây giờ, Lam Điền đã nhìn thấy con rồng như vậy. Lúc nó ngủ vừa nãy, giống như một bức tranh, nằm yên bất động. Bây giờ vừa mở mắt, bỗng nhiên sống lại, thân mình khổng lồ dập dờn bay lên. Lý Dục Thần thu hồi thần thức, nhưng đã muộn. Con rồng gầm một tiếng, mang theo uy thế kinh thiên lao đến. Con rồng này không to như long hồn mà anh nhìn thấy bên ngoài, nhưng uy lực của chân long lại lớn hơn rất nhiều so với long hồn. Giống như võ hồn của võ giả, lúc trước ở bên ngoài trang viên của nhà họ Viên, Hà Trường Xuân xuất võ hồn đối kháng với Lý Dục Thần. Võ hồn trông có vẻ rất cường mạnh, nhưng chỉ là uy thế lớn, so với chân thân, còn kém hơn rất nhiều. Lý Dục Thần biết rõ. Nếu bị chân long này đập trúng, đừng nói là bị đập nát, chỉ bị đuôi rồng quét qua, cũng chắc chắn thịt. Nát xương tan, bị giết thành bã. Lòng anh khẽ động, thầm niệm thần chú, thân hình vụt lên, người đã xuất hiện ở cách trăm bước. Từ khi rời khỏi Thiên Đô, đây là lần đầu tiên anh sử dụng độn thuật. Con rồng dường như cũng không ngờ mình lại vô hụt, ngẩn người, quay đầu nhìn Lý Dục Thần, càng thêm nổi giận. Trong lúc tức giận, nó phát động tấn công lần thứ hai. Lần này, uy thế càng mạnh, uy áp dường như bao phủ cả không gian. Lam Điền cảm thấy không thở nổi, dường như không khí xung quanh đều đông cứng lại, mình giống như một con sâu trùng nhỏ bao bọc trong hổ phách, bất lực vật lộn.
cảm giác chết chóc ập đến. Nhưng cô bé không sợ, ngược lại còn vui mừng vì có thể nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như này trước khi chết. Điều đáng buồn duy nhất là không thể kịp kể với ông nội những việc này. Trước đây ông nội thường xuyên kể câu chuyện trong đầm hoang cho cô bé, nói trong đầm hoang có yêu quái, có tiên nữ. Nhưng ông nội không nói đến rồng. Lam Điền không gặp được yêu quái và tiên nữ, nhưng cô bé gặp được rồng. Nếu kể với ông nội chắc chắn sẽ rất vui. Cô bé nghĩ như vậy đấy. Ngoài ra, cô bé cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc chú có thể đánh được con rồng này không? Cho nên, trước khi chết, cũng phải giấy giụa giống như sâu trùng trong hổ phách, cô bé cũng giấy giụa, mở to mắt, nhìn chăm chằm con rồng đó. Cô bé nhìn rõ đầu rồng, một đầu rồng biến dạng, giống như từ trong hổ phách nhìn ra thế giới bên ngoài, có lẽ cũng biến dạng. Mắt của rồng cũng vừa hay nhìn thấy cô bé. Rồng rất lớn, cô bé rất nhỏ. Cô bé suy đoán, lúc con rồng nhìn cô bé, có lẽ giống như cô bé nhìn con kiến, không nhìn rõ dáng vẻ của cô bé. Nhưng cô bé lại nhìn thấy ánh mắt giống như đang kinh ngạc từ trong đôi mắt của con rồng. Vốn dĩ, cô bé sắp rơi vào miệng rồng, nhưng con rồng đó như do dự, ngẩn người. Chỉ ngay trong lúc đó, cơ thể của cô bé bay lên, đụng vào trong lòng một người. Lý Dục Thần ôm lấy cô bé, bay về phía trước rất xa mới dừng lại. Nhưng bất luận bay thế nào, họ cũng vẫn ở trong không gian này, mãi mãi đối diện với tòa thành đó, và với con rồng chặn trước thành. Con rồng không tiếp tục tấn công, nó gầm thét về phía họ, gầm ra từng trận gió. Gió sắc như con dao, rạch rách quần áo trên người Lý Dục Thần. Anh bảo vệ Lam Điền, cố hết sức không để cô bé bị tổn thương. Con rồng này quá cường mạnh, gần như không có kẽ hở. Với thực lực hiện tại của anh, vốn không thể nào đánh lại được con rồng này, cho dù lấy hết pháp bảo trên người ra, cũng không có phần thắng. Trong không gian này chỉ có một hướng, ngay cả trốn cũng vô cùng khó khăn. Khả năng duy nhất là, chính là xông đến, xông vào trung tâm của con rồng uốn lượn. Như vậy, hướng tấn công của con rồng sẽ tránh Lam Điền. Nếu không có Lam Điền, Lý Dục Thần có thể liều một phen, thậm chí đánh mở không gian, đưa Lam Điền ra ngoài. Anh đặt nhẹ Lam Điền xuống, nói cháu ở đây, đứng yên đây, chú xông qua đó, bất kể chú xảy ra chuyện gì, cháu cũng phải mặc kệ, cháu chỉ cần quan tâm một chuyện. Là một đường khe nứt giống như lúc chúng ta vào vừa nãy, khi cháu thấy nó lần nữa, có lẽ còn có thể nhìn thấy một số thứ như khí lưu, cháu men theo dòng sức mạnh đó nhảy ra ngoài. Hiểu ý của chú không? Lam Điền hiểu mà như không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Cô bé biết, lúc này không thể khiến chú hỗn loạn, không được hỏi nhiều. Lý Dục Thần tin rằng cô bé hiểu được, vì cô bé có linh giác khác với người thường, còn có một trái tim băng tuyết thông minh. Con rồng vẫn đang gầm thét. Lý Dục Thần chặn trước người Lam Điền, pháp lực phát ra hình thành một bức tường kiên cố. Anh từng bước đi về phía con rồng. Con rồng cũng hơi bất ngờ và nghi hoặc với hành động của anh, cho nên chỉ đờ đẫn nhìn anh. Trong sự quan sát của con rồng, Lý Dục Thần bỗng ném ra thiên đô lệnh. Thiên đô lệnh bay lên không trung, phát ra chú văn kim quang, khóa chặt thân rồng. Lý Dục Thần biết. Pháp lực của mình không đủ để phát huy toàn bộ sức mạnh của chú văn trên thiên đô lệnh, không? Khóa được con rồng này. Nhưng anh không phải muốn khóa chặt nó, mà là thu hút sự chú ý của nó. Quả nhiên, con rồng nổi giận, xông về phía thiên đô lệnh. Những chú văn kim quang đó rơi xuống thân rồng như mưa rơi, đập ra càng nhiều kim quang hơn trên vảy rồng. Nhân cơ hội này, Lý Dục Thần niệm thần chú, thi triển độn thuật, đi về phía chính giữa con rồng uốn lượn. Độn thuật cực nhanh, một lúc đã xông vào, vòng qua đầu rồng và nửa đoạn thân mình lơ lửng trong không trung. Con rồng đầm đầu vào thiên đô lệnh, xông phá kim quang trói buộc, rồi lại quay đầu tìm Lý Dục Thần. Lúc này, Lý Dục Thần đã dính sát thân rồng, đứng lên trên lưng con rồng. Đầu rồng lượn một vòng lớn trong không trung, thân rồng cũng chìm nổi theo. Khoảnh khắc đó, Lý Dục Thần nhìn thấy, ở ngay trên sống lưng nửa đoạn sau thân rồng. Lộ ra một thứ gì màu đen. Khi thần thức quét qua, vừa hay nhìn thấy khí đen vô cùng sắc bén mà ngay cả thần thức cũng không dám tiếp xúc. Lý Dục Thần đã hiểu. Đó là một thanh kiếm. Đâm xuyên thân rồng, đóng chặt con rồng dưới đất. Cho nên, con rồng vẫn luôn ở đây, chưa từng dịch chuyển vị trí. Cho dù phát động tấn công, cũng là cuộn tròn nằm, chỉ có nửa thân động đậy.
Lý Dục Thần đưa ra một quyết định to gan. Anh đưa tay ra nắm lấy chuôi kiếm lộ ra ngoài lưng rồng. Con rồng phát ra tiếng gầm lao về phía anh. Cũng may thân rồng bị kiếm đóng chặt, không thể nhúc nhích, nếu không, Lý Dục Thần sớm đã bị văng đi. Khoảnh khắc cầm kiếm, một luồng khí thức vô cùng âm hàn nổi lên tràn vào lòng bàn tay anh, men theo thủ thiếu dương tam tiêu kinh và thiếu âm tâm kinh truyền vào cơ thể. Lam Điền ở phía xa nhìn thấy Lý Dục Thần bị một làn khí đen bao trùm. Khí đen này càng lúc càng dày đặc, sau đó đã toàn hoàn không nhìn thấy dáng vẻ của Lý Dục Thần, chỉ còn lại khí đen hình người. Khí tức như cái chết tràn ngập, cả không gian trở nên vô cùng âm lạnh. Lam Điền hơi sợ hãi, cô bé đứng lên, nhưng cô bé nhớ đến lời dặn của Lý Dục Thần, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải ngồi im, chỉ đợi khe nứt mở ra. Lý Dục Thần gần như sắp mất đi tri giác, khí đen đó vừa chạm tay, anh đã biết, đây là ma khí dày đặc vô cùng cường mạnh. Lúc này anh mới hiểu ra, mình đã đoán nhầm, thanh kiếm này, không phải dùng để trấn áp con rồng, mà ngược lại, con rồng này, dùng thân thể trấn áp thanh kiếm. Không biết đây là kiệt tác của vị tiền bối cao nhân nào. Nhưng lúc này anh đã không thể suy nghĩ nhiều hơn, vì ma khí đã xâm nhập vào cơ thể anh, pháp lực của anh không thể ngăn được ma khí cường mạnh ăn mòn. Anh phải mở ra khe nứt không gian, đưa Lam Điền ra ngoài trước khi mất đi tri giác. Anh cố hết sức rút ra, từ trên thân rồng rút ra thanh kiếm toàn màu đen, dùng hết sức lực cuối cùng vung kiếm về hướng lúc mới đến. Một đường kiếm khí màu đen mang theo uy thế kinh thiên, như rạch phá sao băng chân trời, phá không trung. Không gian nứt ra lần nữa. Lam Điền biết, đây là cơ hội mà Lý Dục Thần muốn cô bé chờ đợi. Bây giờ, cô bé chỉ cần quay người là có thể chạy ra ngoài. Vì cô bé ở ngay bên rìa của không gian này. Nhưng cô bé không làm vậy. Bởi vì cô bé nhìn thấy Lý Dục Thần toàn thân bao. Bọc trong khí đen ngã xuống. Chú ơi! Lam Điền lao đến, dùng thân thể nhỏ bé của mình muốn đỡ Lý Dục Thần dậy. Nhưng Lý Dục Thần quá nặng đối với cô bé không thể nào đỡ lên nổi. Kiếm khí đã xa dần, khe nứt không gian từ từ khép. Lại lần nữa, Gru, con rồng khổng lồ gầm lên một tiếng, đã không còn ma kiếm trói buộc, nó lao vút lên trời. Đuôi rồng quét qua, cuốn theo cả Lam Điền và Lý Dục Thần, vứt họ từ trong khe nứt sắp đóng lại ra ngoài. Khi Lam Điền tỉnh lại, ánh chiếu tà trên đỉnh núi phía tây đang mỉm cười với cô bé. Sắc cầu vồng trải ra bên chân trời, giống như chiếc váy của cô gái. Cô bé vẫn luôn ảo tưởng mình có thể có một chiếc váy xinh đẹp như vậy, giống như kiểu váy của các cô bé nhà giàu mặc. Ánh chiều tà đẩy bóng núi khổng lồ đến, đè lên người cô bé. Cô bé quay đầu, nhìn thấy một đường nứt kinh hồn bạt phía dưới mặt đất, bắt đầu từ dưới chân cô bé kéo dài mãi về hướng đông xa xôi, không nhìn thấy tận cuối. Đường nứt rất rộng, cũng rất sâu, bên trong tối tăm. Nổi lên mùi bùn đất tươi mới, dường như con bò già của nhà mới khai hoang ra. Lý Dục Thần nằm bên rìa khe nứt phía không xa, nửa cơ thể treo ở đó, dường như sắp rớt xuống. Ở bên cạnh anh, có một tấm sắt đen xì. Lam Điền không nghĩ rằng đó là một thanh kiếm, vì nó thực sự quá đen, tuy có chuôi, nhưng còn thô sơ hơn dao chặt củi của nhà cô bé, không có gì trang trí bên trên. Lý Dục Thần nằm yên bất động, trông có vẻ đang hôn mê. Chú ơi, Lam Điền gọi mấy tiếng, nhưng không được đáp lại, cô bé bèn bò dậy, nhào lên người Lý Dục Thần, lắc thật mạnh. Chú ơi, hồi lâu sau, cuối cùng Lý Dục Thần mở mắt, Lam Điền cười, chú ơi, chú tỉnh rồi. Lý Dục Thần nhìn khuôn mặt ửng đỏ như quả táo và đôi mắt long lanh nước của Lam Điền, đưa tay ra, vuốt nhẹ tóc của cô bé. Anh cảm thấy toàn thân đau như nứt ra. Từ lúc hoàn thành thay da đổi thịt. Anh đã rất lâu không xảy ra tình trạng như này, cho dù lần trước trải qua lôi kiếp ở Trường Thành, cũng không đau đớn như vậy. Những năm đầu tiên lên đỉnh Thiên Đô, ngày ngày ngâm trong vại thuốc, bị các sư huynh sư tỷ trêu chọc, mỗi lần từ vại thuốc ra, toàn thân khó chịu, cùng gần giống như hôm nay. Anh ngồi dậy một cách khó khăn, sau đó nhìn đường nứt lớn đó. Đường nứt phải rộng đến 2 mét, từ nông đến sâu, vách đá hai bên bằng phẳng như gọt, kéo dài thẳng về phía xa. Vừa nhìn cũng không thấy tận cuối. Một ngọn núi nhỏ ngăn ở giữa, lại cũng bị nó phân thành hai bên. Từ hình dạng của đường nứt, Lý Dục Thần liền nhận ra, chắc chắn không phải do tự nhiên hình thành. Từ mùi bùn đất trong khe nứt có thể đoán được,
nó vừa được hình thành. Đây là một đường kiếm. Lý Dục Thần nhìn sang thanh kiếm một màu đen xì bên cạnh đó. Nếu không phải nó bằng phẳng, còn có một chuôi kiếm, có lẽ gọi nó là cây gậy cháy thì thích hợp hơn. Nhưng nó thực sự là một thanh kiếm. Đương nhiên Lý Dục Thần không có năng lực chém ra một đường kiếm như vậy trên mặt đất, cho dù là mượn một thanh tiên kiếm trong vạn tiên trận, anh cũng không thi triển ra được sức mạnh cường mạnh như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng. Không phải do Lý Dục Thần chém ra, mà là sức mạnh tự nhiên của thanh kiếm này. Sư phụ từng nói, danh kiếm có linh, tự có thần lực của nó, nếu chôn sâu trong cháp, sức mạnh này sẽ tích lại, chôn sâu càng lâu, sức mạnh tích được càng lớn, sẽ có một ngày, phá cháp bay ra. Loại kiếm này, một khí xuất thế, kinh thiên động địa, kiếm khí phá 3.000 dặm. Cho nên thế gian thường có câu danh kiếm xuất thế, tử quang ngút trời, chiếu như đấu bò. Thanh kiếm này, có lẽ chính là danh kiếm như vậy. Nó bị phong ấn trong bí cảnh, chống chọi lẫn nhau với chân long, bất kể là rồng trấn áp kiếm khí, hay là kiếm chí khóa chặt thân rồng, chắc chắn thân kiếm đã tích được sức mạnh khổng lồ. Mặc dù Lý Dục Thần không rút nó ra, cũng có một ngày, nó sẽ xông phá ràng buộc và trấn áp, đâm phá phong tỏa của không gian này. Lý Dục Thần chỉ trùng hợp, vừa hay ở trong thời cơ đó, thúc đẩy chuyện chắc chắn xảy ra trước mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Dục Thần bỗng động trong lòng, nghĩ đến con rồng đó. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như con rồng đó không có ý muốn giết anh bằng được, ít nhất là không sử dụng toàn bộ sức lực. Nếu không, anh và Lam Điền sẽ không sống được đến lúc này. Hơn nữa vào thời khắc cuối cùng, rõ ràng con rồng đã thoát khỏi ràng buộc, còn lúc đó, Lý Dục Thần đã kiệt sức, con rồng muốn giết anh có thể nói là dễ như trở bàn tay. Kết quả anh không những không chết, ngược lại còn bị sức mạnh của rồng ném ra khỏi bí cảnh trước khi khe nứt không gian đóng lại. Lý Dục Thần không khỏi nghi ngờ, liệu có phải ngay? Từ ban đầu, con rồng đó đã muốn mượn tay của anh rút thanh kiếm ra không? Khi anh dùng rìu lôi công dẫn sấm sét đến đầm hoang, giết lão tổ Âm Sơn, đánh mở khe nứt không gian, con rồng đã phát hiện ra cơ hội, nên long hồn xuất hiện, cuốn họ vào bí cảnh. Lúc họ vào bí cảnh, con rồng không vội tấn công ngay. Cho đến khi Lý Dục Thần chuẩn bị sẵn sàng, mới ép Lý Dục Thần lại gần cơ thể của nó, nhìn thấy thanh kiếm bị khí đen vần quanh. Một con rồng có tâm cơ, Lý Dục Thần cảm thán một câu. Đương nhiên anh sẽ không so đo với một con rồng, dù sao cũng không đánh lại được. Trên lưng nó cắm một thanh kiếm cũng không đánh lại được, bây giờ nó tự do rồi, càng không thể nào đánh được. Lý Dục Thần khẽ cầm chuôi kiếm, nhặt kiếm đen lên ngắm thật kỹ. Cầm vào ngoại trừ băng lạnh thì không có gì đặc biệt, thần thức cũng không thể cảm ứng linh tính của nó, hoàn toàn không có cảm giác như lúc vừa rút ra từ thân rồng. Nhìn chất liệu của thân kiếm, rất giống như sắt đen. Sắt đen là vật liệu cực phẩm để chế tạo vũ khí, là đệ tử Thiên Đô Côn Luân, đương nhiên anh cũng từng thấy. Nhưng chất liệu của thanh kiếm này, vẫn hơi khác với sắt đen, cảm giác như còn cao cấp hơn sắt đen. Thân kiếm đơn giản, không có trang trí gì. Chỗ tiếp nối giữa chuôi kiếm và thân kiếm có hai chữ kiểu khoa đầu văn. Khoa đầu văn, là một dị dạng khác của triện thư của chữ Trung Quốc cổ. Là biến thể đại triện vào thời Chu Tuyên Vương. Ở Thiên Đô, Lý Dục Thần cũng đã học khoa đầu văn điều trùng văn, vì trên bùa chú cổ thường dùng hai loại chữ này, chứ không phải là chữ triện mà đời sau thường. Dùng. Điều trùng văn, là thứ chữ chuyên dùng để khắc triện thư và rất khó đọc. Huyền Minh. Euro ó lẽ là tên của thanh kiếm này. Nhưng Lý Dục Thần chưa từng nghe nói đến thanh kiếm này, trong Thiên Khí Phổ và danh kiếm lục của Thiên Đô cũng không ghi chép. Từ uy lực vừa nãy của thanh kiếm, thì cũng phải được ghi chép lại chứ. Lý Dục Thần lại thử rất nhiều lần, vẫn không thể dùng thần thức cảm ứng thanh kiếm, từ đó kích hoạt kiếm linh. Có lẽ thanh kiếm này đã chết. Pháp bảo thực sự đều có sinh mạng của mình, sinh mạng của chúng cũng sẽ tiêu hao hết. Nghe nói, ở tận cuối của sinh mạng pháp khí, sức mạnh mà nó bùng phát ra, sẽ cường mạnh hơn bình thường. Giống như hằng tinh bùng cháy, trước khi chết, sẽ phát ra sức mạnh cực lớn. Cho nên, người tu hành trong lúc sinh tử, cũng sẽ tự hủy pháp khí, từ đó gây nên sát thương lớn hơn, chỉ như vậy, họ không những tổn thất một pháp bảo, còn sẽ tổn hại tu vi của mình. Vì pháp khí thông linh, có cảm ứng với hồn phách nguyên thần của người tu hành, thời gian lâu rồi. Thậm chí có thể dung hòa một thể.
Lý Dục Thần nhìn thanh kiếm đen, đã chết này, khế lắc đầu thở dài. Nhưng đúng lúc này, một câu nói của Lam Điền khiến anh sợ giật mình. Chú ơi, trên người chú có quỷ. Lam Điền có linh giác bẩm sinh, có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy. Người tu hành thông qua thần thức cũng có thể làm được, nhưng không như Lam Điền. Vì thần thức thực ra là một kiểu thần thông, dựa vào pháp lực cường mạnh hỗ trợ, pháp lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, thần thức kéo dài càng rộng, linh giác cũng càng nhạy cảm. Nhưng nó có một khuyết điểm, chính là một khi pháp lực tiêu hao hết, thần thức và linh giác cũng tự nhiên biến mất, ví dụ như trạng thái hiện giờ của Lý Dục. Thần thức đã vô cùng yếu. Hoặc là trước mặt sức mạnh cường mạnh hơn, thần thức dễ bị ngăn che. Ví dụ như trong bí cảnh vừa nãy, đối diện với khí trường cường mạnh của chân long, Lam Điền còn phát hiện ra huyền minh sớm hơn Lý Dục Thần, tuy cô bé không biết đó là thanh kiếm. Linh giác của Lam Điền là bẩm sinh, cô bé không có u vi, càng không có pháp lực, hoàn toàn là tự nhiên, sinh ra đã có. Cô bé nói trên người Lý Dục Thần có quỷ, thì chắc chắn là nhìn thấy gì đó. Lý Dục Thần lại không cảm nhận được gì. Lúc này thần thức của anh hư yếu, nhưng cũng không đến mức bị quỷ nhập thân mà cũng không phát hiện ra. Cháu nhìn thấy gì? Lý Dục Thần hỏi. Lam Điền nói, cháu nhìn thấy hai chú, một người là màu đen, giống quỷ. Cô bé bỗng chỉ vào lồng ngực của Lý Dục Thần, đó là cái gì? Lý Dục Thần đưa tay sờ, sờ thấy một miếng ngọc. Đó là thiên hồn tàn bích, sau khi lấy được ở khu nhà họ Lý thủ đô, anh đã đeo nó. Đây là đồ tổ truyền nhà họ Lý, Hồ Vân Thiên phong ấn ma tâm thánh nữ của mẹ vào trong miếng ngọc này, cho nên miếng ngọc này có sự liên hệ kỳ diệu nào đó với nhà họ Lý, với mẹ anh. Trương Diễm Diễm bị ma nhập hồn nói cung Lăng Yên chưa chết, bị nhốt trong vùng đất Cửu U. Lý Dục Thần thấp thoáng có cảm giác, rất có thể là thật. Miếng ngọc vỡ này của nhà họ Lý, lại như ẩn chứa rất nhiều bí mật, nếu có thể khôi phục nó trở lại như cũ, có lẽ có thể giải được rất nhiều bí mật. Khi Lý Dục Thần cầm miếng ngọc trước ngực, cảm giác kỳ diệu sinh ra. Một số thứ kỳ lạ chảy trong cơ thể anh, vài thứ ngủ say trong huyết mạch dường như tỉnh lại. Lúc này, tay trái của anh cầm thiên hồn bích, tay phải cầm kiếm huyền minh. Lam Điền nhìn thấy, một số thứ giống như xương màu đen từ tay trái của anh chảy vào trong cơ thể anh, rồi từ tay phải của anh lan đến thân kiếm. Thanh kiếm đó sáng lên. Ánh sáng này không phải màu trắng, mà là màu đen. Tuy ánh hoàng hôn đã tắt, nhưng trời vẫn chưa tối, ánh màu đen này, trong đầm hoang mặt trời sắp lặn, lại sáng rõ chói mắt như vậy. Lam Điền hơi kinh hồn bạt vía, không biết phải làm thế nào. Cô bé chỉ có thể nhỏ tiếng gọi, chú ơi, chú làm sao thế? Nhưng Lý Dục Thần đã không nghe thấy giọng của cô bé. Có thể của anh rơi vào một trạng thái mê man khác, thứ gì đó trong huyết mạch được thức tỉnh, mang theo sức mạnh cường mạnh, kẹp chặt linh hồn của anh. Ngay. Cả đạo tâm khảo nghiệm từ lâu cũng nổi lên. Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ trước mắt dần mơ hồ, biến thành một màn ánh sáng trắng mờ mờ. Đây là thế giới không có gì hết. Ngay cả mình cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Mọi thứ đều trở nên hư vô, không còn tồn tại. Không có gì khác, không có bản thân, cũng không có đạo. Không biết luồng khói đen từ đâu nổi lên bay dập dờn trong thế giới hư vô. Dần dần, khói đen méo mó thành hình người, không có ngũ quan, không có diện mạo, không thể phân biệt dáng vẻ của nó, nhưng Lý Dục Thần như cảm thấy, đó chính là bản thân mình. Sau đó, một làn khói từ lồng ngực anh chảy ra, rơi vào trong tay anh, biến thành một thanh kiếm. Bóng người đó vẫn là khói, vẫn méo mó, hư ảo, duy chỉ có thanh kiếm đó thẳng tắp, lại cũng động đậy. Người và kiếm cùng méo mó, hư ảo, tư thế khác nhau, dường như đang nhảy múa. Lý Dục Thần nhìn mà ngẩn người, anh nhìn thấy kiếm ý từ trong điệu nhảy. Đây là một bộ kiếm pháp anh chưa từng nhìn thấy, thậm chí không thể tưởng tượng. Mỗi một kiếm, đều có sát ý và sát khí vô cùng mãnh liệt. Anh nghe thấy người đó vừa múa kiếm, vừa lớn tiếng ngâm thơ. Giết, giết kẻ bất nhân bất nghĩa. Giết, giết kẻ bất trung bất hiếu. Giết, giết kẻ mặt người giả thú. Giết, giết kẻ đạo mạo trang nghiêm. Mỗi một lần ngâm một câu, đều chém ra một kiếm. Mỗi một kiếm, đều mang theo sát khí vô cùng cường mạnh và uy thế hủy diệt tất cả. Giết, giết hết những kẻ phản lại ta. Giết,
thiên hạ không có ai là không thể giết. Bóng người nhảy múa, sát ý càng lúc càng mạnh, mạnh đến gần như không tan biến, lan rộng khắp cả không gian, đến cuối cùng, cả thế giới chỉ còn lại sát khí, bao trùm người đang múa kiếm và kiếm bên trong. Người đó còn ngâm hát. Trời sinh vạn vật để nuôi con người không có gì để báo đáp ông trời. Quân tử mặt người giả thú, người chính đạo lại càng đạo đức giả. Đế vương quan tướng đều như chó, dân chúng khắp, nơi không tự do. Ta là trời, trời là ta, giết hết kẻ nghịch thiên trong thiên hại. Nghe thấy bài ngâm này, Lý Dục Thần không cảm thấy có gì không ổn, cũng không nhiệt huyết sôi sục, ngược lại tâm cảnh bình thản tự nhiên, cứ như mọi thứ vốn dĩ là như vậy, anh vốn nên làm như vậy. Khói đen tràn ngập, sát ý nồng nặc, anh đã không nhìn rõ tư thế của người múa kiếm, ngay cả bài ngâm đó, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một chữ. Giết! 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 Lam Điền ở bên cạnh sợ muốn chết. Cô bé thấy Lý Dục Thần đờ đẫn ngồi ở đó, bỗng nhiên nhảy lên, vung múa kiếm trong tay, khuôn mặt trở nên hung dữ, miệng hét lớn. Giết! 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 Cứ như vậy, tia dáng chiều cuối cùng phía tây tắt dần, đại địa chìm vào bóng tối, anh vẫn múa kiếm, miệng hét, giết, dữ tợn, đứt hơi khản tiếng. Ban đêm đầm hoang, chỉ vang vọng tiếng giết, cũng không nghe thấy tiếng của chim muông, dường như đã bị âm thanh này dọa sợ. Lam Điền cảm thấy rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn quỷ. Trong đêm đen, cô bé òa khóc. Nhưng Lý Dục Thần dường như không nhìn thấy cô bé, vẫn không ngừng múa kiếm điên cuồng ở đó. Cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu đến từ trên đỉnh núi phía đông, màu vàng trải khắp đại địa, Lý Dục Thần mới dừng lại. Lúc này, anh đã cạn kiệt sức lực, thụp một tiếng, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khi Lý Dục Thần tỉnh lại, bên cạnh có một đống lửa. Lam Điền đang thêm củi khô vào đống lửa. Lam Điền, Lý Dục Thần gọi một tiếng. Chú à, chú tỉnh lại rồi, Lam Điền vui mừng cười, lộ ra hai núm đồng tiền. Chú đã hôn mê bao lâu rồi, Lý Dục Thần hỏi. Có lẽ là 3 ngày rồi. Mặt trời mọc 3 lần, rồi lại lặn 3 lần rồi. Lam Điền vừa nói, lôi ra hai thứ giống như khoai lang nướng cháy đen trong đống lửa, vì quá nóng, tay trái hất. Sang tay phải hất sang tay trái, miệng không ngừng thổi. Một cô bé làm sao sinh tồn 3 ngày trong đầm hoang, còn phải chăm sóc một người lớn hôn mê, Lý Dục. Thần không biết cô bé làm được bằng cách nào. Đây là cái gì? Cái này ấy à, cháy cũng không biết gọi là gì. Ông nội từng làm cho cháu ăn, ông nội nói trước đây săn bắn trong núi, khi không có con mồi, thì thường xuyên ăn cái này. Lam Điền bóc vỏ một củ trong đó, đưa cho Lý Dục Thần. Đây là mùi hương thơm nhất mà Lý Dục Thần từng ngửi được, giống như hương thơm ở quán nướng trong ký ức thời thơ ấu. Anh nhận lấy nếm thử một miếng, nó hơi sống cứng, không mềm dẻo như tưởng tượng, nhưng lại có vị ngọt. Lam Điền cũng bóc vỏ một củ ăn. Vừa ăn vừa nói, ông nội từng dạy cháu rất nhiều bản lĩnh sống ngoài nơi hoang dã, cái gì có thể ăn, cái thì không được ăn. Nhưng ông không dạy cháu cũng biết, vì trên những thứ không thể ăn đều có một lớp màu sắc chết chóc. Lý Dục Thần nhìn đôi chân trần của Lam Điền, giày để sang bên cạnh, hỏi, sao cháu không đeo giày, không lạnh chân à? Lam Điền cầm giày, có chút mắc cỡ, xấu hổ nói, cháu không tìm được dụng cụ lấy nước, bèn dùng giày của cháu đi múc nước bên suối về. Đã cho chú uống mấy lần rồi. Nói xong, liền phá lên cười khà khà. Lý Dục Thần nhìn thấy hoa núi nở rộ rực rỡ từ trên khuôn mặt cô bé. Đó là đóa hoa đẹp nhất mà anh từng thấy. Lý Dục Thần cầm thanh kiếm huyền minh lên lần nữa. Lúc này, thần thức của anh xây dựng liên hệ với thanh kiếm huyền minh một cách tự nhiên, vung tay là. Một đường kiếm khí bắn ra. Kiếm khí phá mở rừng núi. Để lại một đường vết kiếm sâu trên vách đá đối diện. Đây là một thanh kiếm tốt tuyệt thế. Trước mắt Lý Dục Thần lại nổi lên bóng xương màu đen cầm kiếm vung múa. Một số sức mạnh thần bí trong góc nào đó của cơ thể thức tỉnh, đang lưu chảy, sôi sục trong huyết quản. Trong lòng anh cũng bắt đầu dâng lên, bên tai lại vang lên bài ngâm đó. Giết giết giết, Lý Dục Thần đứng lên, bất giác cầm kiếm vung lên. Đống lửa dập tắt. Kiếm của anh còn đen hơn đêm tối, phát ra ánh màu đen trong bóng tối. Khi mặt trời mọc ở hướng đông, ánh nắng chiếu sáng sơn cốc, Lý Dục Thần mới dừng lại. Khắp chỗ xung quanh là dấu vết kiếm khí quét qua. Lam Điền yên lặng nhìn, lần này, cô bé không sợ nữa.
Lý Dục Thần làm lắng xuống khí tức kích động nổi lên trong cơ thể, nhìn hai chữ cổ xưa trên thân kiếm. Đây là một bộ kiếm pháp cổ xưa. Thanh kiếm tên Huyền Minh, vậy thì gọi nó là kiếm pháp Huyền Minh đi. Thanh kiếm này, phải dùng kiếm pháp này, mới có thể phát huy uy lực của nó. Nhưng một khi sử dụng kiếm pháp, sát ý trong lòng nổi lên, ngay cả bản thân Lý Dục Thần cũng sợ hãi, có cảm giác đạo tâm không vững, rơi vào ma đạo. Lúc rút thanh kiếm này ra, trên thân kiếm còn có ma khí cường mạnh vần quanh, sau đó dường như bị thiên hồn tàn bích hấp thụ, nếu không, bây giờ sợ rằng Lý Dục Thần đã hồn tiêu phách tán trong ma khí cường mạnh rồi. Giữa thiên hồn bích và anh lại có cảm ứng kỳ diệu, cũng chính vì vậy, anh mới có thể kích hoạt được kiếm linh của kiếm Huyền Minh trở lại. Bóng hình múa kiếm đó, rốt cuộc là hồn của thiên ma còn tồn trong kiếm linh, hay là bản thân anh được kích phát bởi thiên hồn bích và kiếm linh giao lưu, tự ngộ ra kiếm pháp Huyền Minh, Lý Dục Thần cũng không nói rõ được. Cũng không biết chúng ta ở đây bao nhiêu ngày rồi. Lý Dục Thần quay đầu nhìn một cái, dãy núi khe sâu vẫn như trước, chỉ là dưới mặt đất có thêm một đường khe nứt nhìn mà kinh hãi. Còn bí cảnh, cùng với con rồng và tòa thành mờ mờ. Trong bí cảnh đó, có lẽ ở ngay gần đây, chỉ là bị kết giới ngăn cách, không thể nhìn thấy. Tuy rất hiếu kỳ với tòa thành trong bí cảnh đó, nhưng Lý Dục Thần cũng không định vào đó lần nữa. Một là khởi động bí cảnh cần đợi thời cơ, hai là với năng lực hiện tại của anh, cũng không phải là đối thủ của con rồng đó. Huống hồ không biết trong đó còn có thứ gì khác đáng hơn hay không. Lam Điền hiếu kỳ mở to con mắt, chúng ta đến một ngày, chú hôn mê 3 ngày, chẳng phải là 4 ngày sao? Lý Dục Thần cười nói, chưa chắc, cháu chưa từng nghe câu chuyện một ngày trên trời bằng dưới đất ngàn năm sao. Lam Điền lắc đầu nói, cháu chỉ nghe ông nội nói trong núi có một ngày, thì bằng mấy ngày ở bên ngoài. Nhưng cháu không tin, một ngày là một ngày, làm sao lại mấy ngày liền chứ? Nếu đó là thật, tại sao ông nội già hơn chúng ta? Lý Dục Thần ngẩn người, phát hiện tư duy của trẻ con đúng là mới mẻ, cười xoa đầu cô bé, được rồi. Cháu đi giày vào đi, chúng ta phải về thôi. Vâng, có bé nghe thấy có thể về nhà, vẻ mặt liền hưng phấn, đeo đôi giày đã hong khô trên đống lửa vào chân. Bố mẹ và ông nội nhất định rất lo lắng. Ông nội chắc chắn đang mắng bố, mỗi lần lo lắng, ông nội liền mắng bố, bố không dám nói gì, mẹ thì đi nấu cơm. Mẹ nấu món ngon, hâm nóng một bình rượu, ông nội liền hết giận. Cô bé cười hi hi nói, giống như bà cô nhỏ lắm lời. Ông nội uống rượu thì thích nói nhiều. Ông nội nói, ông từng gặp phải yêu quái, còn gặp được tiên nữ. Ông nội còn nói, cháu là do ông nhặt về, là con của tiên nữ sinh ra. Hi hi, cháu không tin đâu. Ông nội uống nhiều là thích bốc phét. Lý Dục Thần không vội ngự kiếm bay đi, mà dắt tay Lam Điền, nghe cô bé kể chuyện, men theo khe nứt đại địa, chậm rãi đi về hướng mặt trời mọc. Đi chưa được bao lâu, thì nhìn thấy một lớp cỏ khô được trải trên sườn dốc trước mặt. Có một người nằm trên cỏ khô. Họ đi qua xem, chính là cụ Nham Sơn, ông nội của Lam Điền. Cụ Nham Sơn yên tĩnh dựa ở đó, khuôn mặt khô gầy vẫn mỉm cười, mở đôi mắt, quan sát phía trước. Ông nội, Lam Điền tung tăng chạy đến. Cụ Nham Sơn lại vẫn nằm im, ngay cả đôi mắt cũng không chuyển động. Lam Điền lao đến bên người cụ Nham Sơn, lắc mấy cái, gọi ông nội, ông nội. Cô bé bất lực ngẩng đầu. Nhìn Lý Dục Thần, chú ơi, ông nội làm sao vậy? Trong lòng Lý Dục Thần bị thương, không nói gì. Lam Điền dường như hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn ông nội, nhìn mấy cái, liền òa lên bật khóc. Lý Dục Thần đứng phía sau cô bé, không khuyên nhủ, để cho cô bé khóc. Tiếng khóc dập dờn trong gió, vang khắp phía xa đầm hoang rộng lớn. Có lẽ là đã mệt, hoặc là đã cạn nước mắt, Lam Điền dừng khóc. Cô bé lặng lẽ quỳ bên cạnh ông nội, rất lâu, rất lâu. Lý Dục Thần nhớ đến cảnh tượng hồi nhỏ, vào mùa đông tuyết rơi bay đó, ông nội chết trong lòng mình. Vào ngày đó, anh đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ đều phải trưởng thành, nhưng anh không hy vọng Lam Điền trưởng thành vì chuyện như này, giống anh năm đó. Ký ức này sẽ theo cô bé cả đời, không thể xóa nhòa. Ngọn lửa cháy trên đại địa đầm hoang. Lam Điền nhìn thấy ông nội vẫy tay. Cười với cô bé từ trong ánh lửa, sau đó cùng với ngọn lửa sáng rõ, bay lên bầu trời, ở đó là thiên đường tuyệt đẹp. Đi thôi, Lý Dục Thần nói. Vâng ạ, Lam Điền khẽ gật đầu. Lý Dục Thần ngự kiếm bay lên. Lần này, anh dùng kiếm Huyền Minh,
cho nên không có kim quang chói mắt, mà là một ánh sáng đen không nổi bật, dường như một làn khói xanh, không hề bắt mắt. Trong không trung, họ nhìn thấy khe nứt nhìn mà kinh hãi đó, kéo dài mãi về hướng đông, phải đến ngàn dặm. Một đường kiếm chém 3000 dặm. Uy lực như vậy, không phải điều mà anh có thể làm được. Nhưng anh biết, huyền minh trong tay, sẽ có một ngày, anh có thể làm được. Chỉ là khi cúi nhìn khe nứt đó, trong lòng anh thấp thoáng hiện lên sự lo lắng và sợ hãi với điệu nhảy thiên ma. Bách Hoa Đường của Trấn Lâm Hoang đã thay thế cửa hàng thuốc Bạch Vân, cô tả của Bách Hoa Đường cũng thay thế Diệp Đại Phu, trở thành thần y mới của Trấn. Chỉ là cô tả này không phải là một người, là mà một nhóm người. Lại vì nhóm người này ai ai cũng đẹp như hoa, người trên Trấn đều thích ngắm, không có chuyện gì cũng chạy đến Bách Hoa Đường, không có bệnh cũng phải tìm ra bệnh, nên Bách Hoa Đường rất náo nhiệt. Khi Lý Dục Thần dắt tay Lam Điền xuất hiện ở cửa Bách Hoa Đường, Tạ Hồng Lăng vừa từ trong cửa đi ra kinh hãi đến mức đánh đổ giỏ thuốc trong tay. Sau đó cô ta vui mừng điên cuồng xông lên, ôm Lam Điền thật chặt không ngừng hôn hít, vừa hôn vừa hét, sư tỷ, tỷ mau ra đây xem ai quay về này. Tạ Hồng Yên mặc áo đỏ đi ra, đứng ở cửa ngẩn người, cũng kích động. Lý Dục Thần nhìn Lam Điền bị Tạ Hồng Lăng vừa ôm chặt vừa hôn hít, rồi lại nhìn Tạ Hồng Yên đang xông đến, sợ đến vội vàng lùi lại. Đến Bách Hoa Đường, Lam Điền mới biết thì ra ông nội nói thật, có lúc trong núi một ngày, thì bằng mấy ngày bên ngoài. Cô bé cảm thấy cô bé và Lý Dục Thần ở trong núi tổng cộng cũng chỉ 3-4 ngày, nhưng các chị ở Bách Hoa Đường lại nói với cô bé, họ đã ở trong đầm hoang hơn 1 tháng rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ họ đã chết. Lý Dục Thần cũng mới biết, mấy người Mã Sơn và chị Mai cũng từng đến đây, mang theo thiết bị dò tìm, tìm anh 1 tháng trên núi mới về. Họ chắc chắn lo muốn chết. Chắc chắn thành phố Hòa cũng rất hỗn loạn. Lý Dục Thần quyết định về ngay lập tức. Tạ bà đưa cho anh 49 cây châm ngũ hành nhặt được trong đầm hoang, áy náy nói, tôi chỉ tìm được bấy nhiêu thôi, có lẽ còn có một cây phải không, thực sự không tìm được. Cây châm đó ở ngay trên người Lý Dục Thần. Nghĩ lại, dường như đã có sự sắp đặt âm thầm. Châm ngũ hành là của Hồ Sư Ước tặng anh, Hồ Sư Ước tặng anh châm ngũ hành, là vì anh dạy âm dương thập tam châm đã thất truyền của nhà họ Hồ cho họ. Anh truyền châm pháp nhà họ Hồ, ngoại trừ vì có quan hệ với Hồ Lệnh Sơn, lão tổ nhà họ Hồ, chủ yếu còn là vì phát hiện thi thể của Hồ Vân Thiên ở Ngô Đồng Cư, vì vậy mà kết duyên. Còn châm ngũ hành, vừa hay lại là châm mà Hồ Vân Thiên từng sử dụng. Từ manh mối có được sau này suy đoán, bộ châm ngũ hành rất có thể là của nhà họ Lý tặng cho Hồ Vân Thiên, chính là để Hồ Vân Thiên dùng để giúp Cung Lăng Yên, mẹ của Lý Dục Thần xua đuổi ma tâm thánh nữ. Cho nên Lý Dục Thần vẫn luôn cho rằng, châm ngũ hành là đồ của nhà họ Lý, tặng qua tặng lại, cuối cùng đến tay anh, cũng coi như về lại tay nhà họ Lý. Nhưng bây giờ đến Lâm Hoang, gặp được nhà họ Tạ, đã biết lão tổ Tạ Ngũ Ương của phái Âm Sơn chân chính và châm ngũ ương, Lý Dục Thần đã hiểu, bộ châm này thực ra là châm ngũ ương, là đồ của Tạ Ngũ Ương. Lần này Lý Dục Thần đến Lâm Hoang, là do ý trời. Anh và tòa thành cổ trong bí cảnh, chân long đó, còn có kiếm huyền minh đã lấy được, cùng với giữa nhà họ Tạ và nhà họ Lý, đều có mối liên quan kỳ diệu nào đó. Chỉ là bây giờ, tạm thời không tìm được manh mối, có lẽ sau này sau khi cảnh giới tăng lên, lại xông vào bí cảnh lần nữa, tiến vào tòa thành cổ thần bí đó, thì có thể hiểu rõ chân tướng. Lý Dục Thần lấy cây châm trên người mình ra, đặt cùng 49 cây châm, nói. Số đại diễn 50, sử dụng 49. Bà đã tìm được 49 cây châm, chính là duyên phận. Châm pháp ngũ ương mà nhà họ Tạ truyền thụ, vô cùng giống với châm ngũ hành mà tôi học được, có lẽ đều từ trong, mặc tử trầm trung ngũ hành ký, trong đó còn có thuật biến hóa, tôi có thể truyền cho các người. Bộ châm này cũng để lại cho các người coi như là châm ngũ ương mà Tạ Ngũ Ương từng sử dụng đi. Tạ bà vô cùng chấn kinh, nhưng bà ta không từ chối, cũng không thể từ chối. Sau đó, Lý Dục Thần truyền thụ rất nhiều châm pháp. Tạ bà biết, châm pháp này không chỉ là châm pháp, trong đó ẩn chứa chí lý ngũ hành và ảo thuật huyền môn chân chính. Cậu Lý, cậu tặng đồ quý như vậy, tôi thực sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Các cô gái, Tạ bà hô một tiếng, gọi toàn bộ đệ tử của Bách Hoa Cốc ra. Cậu Lý đã cứu mạng mọi người, lại diệt Âm Sơn, giúp chúng ta báo thù, hôm nay lại tặng châm truyền đạo, có đại ơn đại đức với chúng ta, đời này khó báo.
Từ nay về sau, có giao phó gì, thịt nát xương tan, chúng tôi chắc chắn quyết không từ chối. Các cô gái của Bách Hoa Cốc đồng thanh hô. Từ nay về sau, có giao phó gì, thịt nát xương tan, quyết không từ chối. Lý Dục Thần xua tay nói, không cần thề thốt, các người học tốt y thuật, hành nghề y ở trấn Lâm Hoang, tương lai Bách Hoa Đường cũng có thể đơm hoa kết trái, các người cứu người giúp đời, tôi cũng chiếm một chút công đức. Khi anh sắp đi, tạ bà đưa mọi người ra tiễn anh. Lam Điền là không nỡ nhất, nước mắt lưng tròng hỏi, chú ơi, chú còn quay lại không? Lý Dục Thần cười nói, đương nhiên rồi, chú nhất định sẽ lại đến. Tạ bà vốn có ý thu nhận Lam Điền vào Bách Hoa Cốc, lúc này bỗng nảy ra một ý, bèn nói, cậu Lý, cô bé Lam Điền trời sinh thông minh, linh giác lại khác người thường, cũng phải có danh sư chỉ điểm. Ở chỗ tôi, sợ làm lỡ cô bé. Tại sao cậu không nhận cô bé làm đệ tử, đưa cô bé theo, cũng cho cô bé đến thành phố lớn đi học. Làm người, mở rộng tầm mắt. Lý Dục Thần khẽ động trong lòng, cảm thấy đề nghị này rất được. Bây giờ anh đã phá tiên thiên, cũng có tư cách nhận đồ đệ. Hơn nữa cô bé đúng là có thiên phú dị bẩm, bồi dưỡng đàng hoàng, tương lai vô hạn. Chỉ là bố mẹ cô bé vẫn còn khỏe mạnh, tuổi còn nhỏ như vậy, đưa đến cách xa ngàn dặm, khó tránh không được gần gũi tình thân. Bèn nhìn Lam Điền, hỏi, bé con, cháu muốn đi theo chú không? Lam Điền nhất thời ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Cô bé chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nếu đi theo về đó, cô bé sẽ lo sợ lạ lắm. Nhưng bây giờ, trải qua chuyện ở trong đầm hoang, đặc biệt là trải qua cái chết của ông nội, cô bé đã không. Còn là cô bé con đơn thuần không hiểu gì hết nữa. Cháu, Lam Điền do dự, cháu đồng ý bái sư, nhưng cháu không muốn đi cùng chú. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô bé. Tạ bà và các nữ đệ tử đều sốt ruột thay cho cô bé, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua chứ? Họ tận mắt chứng kiến Lý Dục Thần kiếm vũ rửa Âm Sơn, tận mắt thấy anh gọi đến sấm sét vạn dặm, giết lão ổ Âm Sơn. Đó đâu phải là người, rõ ràng là thần tiên. Cả đời con người, có thể có bao nhiêu lần cơ hội như vậy? Tại sao, Tạ Hồng Yên sốt ruột muốn chết, hận không thể thay Lam Điền đi theo Lý Dục Thần? Lý Dục Thần không nói gì, chỉ hiếu kỳ nhìn Lam Điền, đợi cô bé nói ra lý do. Lam Điền nói, ông nội đã qua đời, bố mẹ chắc chắn rất đau lòng, nếu cháu đi, họ sẽ càng thương tâm. Cháu muốn ở cùng họ, không thể để họ quá đau lòng. Lý Dục Thần cười. Thực ra anh hoàn toàn có thể đưa cả bố mẹ Lam Điền đến thành phố Hòa. Nhưng anh cảm thấy không cần thiết. Được, vậy cháu ở lại trấn Lâm Hoang, chú dạy cháu một vài bài học trước, cháu và các chị ở Bách Hoa Đường cùng luyện tập, có gì không hiểu, thì hỏi tạ bà, được không? Được ạ, Lam Điền vui vẻ gật đầu. Tạ bà biết Lý Dục Thần đã đồng ý nhận Lam Điền làm đồ đệ, cũng mừng thay cô bé, nói cậu Lý, cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lam Điền. Chỉ là công phu của cô bé tiến bộ, vẫn cần cậu đích thân kiểm. Cha, Lý Dục Thần gật đầu nói, vậy nhờ mọi người rồi. Tạ bà dẫn đám người Lam Điền Tiên Anh đến tận ngoài trấn Lâm Hoang, mới lưu luyến từ biệt, nhìn Lý Dục Thần hóa thành một đường sáng xanh, biến mất nơi chân trời. Lý Dục Thần về thành phố Hòa, không lập tức đến nhà họ Lâm, mà đến Thiên Tinh Quan trước. Lúc này thời tiết của thành phố Hòa đã chuyển lạnh, gió rét căm căm. Trương Đạo Viễn lại toát mồ hôi. Ông ta đang vác một cây xà gỗ thô to, kê lên nóc nhà. Qua hơn một tháng xây dựng, tường sân của Thiên Tỉnh Quan đã được xây lại, điện tổ sư cũng được xây lên, nhĩ phòng bên cạnh cũng dựng xong, chỉ thiếu làm nóc và trang trí tường ngoài. Đều là do một mình Trương Đạo Viễn, cầm từng viên gạch, vác từng cái trụ cái cột xây lên. Mặc dù ông ta có pháp lực, cũng mệt đến muốn chết, vất vả trong đó, có lẽ chỉ có ông ta biết. Thiên sư Trương Tích Khôn dẫn theo các đệ tử phủ thiên sư như Trần Thọ Đình vẫn quỳ trong sân. Điện tổ sư vẫn chưa làm mái, tổ sư gia vẫn đội gió đội mưa, kiếm thiên sư vẫn cắm dưới đất trước mặt tổ sư gia, họ không dám đứng lên. Hơn một tháng nay, họ vẫn quỳ như vậy, mưa gió vẫn vậy. Trương Đạo Viễn vừa kê được xà xong, bỗng một trận gió đến, xà nhà và viên ngói dưới đất bên cạnh đều bay lên, rơi lên nóc nhà, lập tức dựng xong nóc nhà. Trương Đạo Viễn chấn hãi, còn tưởng các thiên sư không nỡ thấy ông ta vất vả mà ra tay, quay đầu nhìn, lại thấy Lý Dục Thần không biết xuất hiện trong sân từ lúc nào. Lý Dục Thần vung tay,
kiếm thiên sư cắm dưới đất soạt một cái bay lên, lại phụt một cái cắm dưới đất trước mặt Trương Tích Khôn. Trả kiếm cho ông đấy. Phủ thiên sư Long Hổ Sơn là minh chủ đứng đầu trong đạo chính nhất thiên hạ, Lý Dục Thần mất tích hơn một tháng, thiên sư Trương Tích Khôn của thành phố Hòa không thể nào không biết. Nhưng Trương Tích Khôn vẫn luôn quỳ trong thiên tỉnh quan đổ sập, cũng không đứng lên trước vì Lý Dục Thần đã chết. Họ đã quỳ hơn một tháng. Cũng chính vì vậy, Lý Dục Thần quay về mới đến thiên tỉnh quan đầu tiên, không phải Ngô Đồng Cư hay nhà họ Lâm. Lý Dục Thần đã trả kiếm thiên sư, thỏa thuận của họ cũng coi như hoàn thành. Điện tổ sư của thiên tỉnh quan cũng đã có mái che, Trương Tích Khôn bái lại ba lần với tượng tổ sư ra, rồi mới đứng lên. Rồi lại khom lưng với Lý Dục Thần, nói, lần này may mắn có cậu Lý nhắc nhở, nếu không mạch Long Hổ Sơn rất có thể sẽ gãy đứt trong tay tôi. Lại được công tử trả kiếm, hai lần đại ơn, bần tăng thật không biết nên báo đáp thế nào. Lý Dục Thần cười nói, thiên sư nặng lời rồi, con người ai mà không từng phạm lỗi, dù sao chúng ta đều chưa thành tiên. Ông có thể giữ vững đạo tâm, ở đây hơn một tháng, đã vô cùng hiếm có rồi. Nói thật, vốn dĩ tôi chỉ muốn trừng phạt nhẹ, 3 năm ngày thôi, không ngờ tôi gặp chút rắc rối, suýt nữa thì chết. Ha ha ha! Anh nói xong liền bật cười, thiên sư không sợ tôi chết thật ư? Nếu tôi chết thật, chẳng lẽ ông quỳ ở đây cả đời? Trương Tích Khôn cũng cười nói, dạo này tin đồn cậu đã chết rất rầm rộ, nhưng tôi không tin sứ giả thiên đô chết dễ dàng như vậy. Nếu là thật, tôi chỉ đành quỳ đến lúc tổ sư ra hiển linh thôi. Rồi vẫy tay gọi Trương Đạo Viễn đang run rẩy sợ hãi ở phía xa, chỉ vào điện tổ sư và nhĩ phòng đã tu sửa xong, và cả một vòng tường sân, nói cậu Lý, đây đều là do tên nhóc này bê từng viên gạch vác từng cột trụ xây dựng lại. Tôi tận mắt chứng kiến, không hề lười biếng, cậu xem, tên nhóc này làm cũng rất được phải không? Trương Đạo Viễn hơn 50 tuổi, bị gọi là tên nhóc, lại không hề cảm thấy không ổn. Cúi đầu, hơi kỳ vọng chờ đợi Lý Dục Thần đánh giá. Lý Dục Thần nhìn ông ta mấy cái, hỏi Trương Đạo. Trưởng thấy thế nào? Trương Đạo Viễn bỗng căng thẳng, nhất thời không biết trả lời thế nào, giống như học sinh tiểu học đột nhiên gặp phải hiệu trưởng ở trường. Trương Tích Khôn trừng mắt nhìn ông ta một cái, nói cậu Lý hỏi ông đấy, đây là cơ duyên to lớn, có gì mà khó xử, còn không mau nói đi. Trương Đạo Viễn bỗng hiểu ra. Lý Dục Thần không phải hỏi chuyện ông ta xây dựng lại, mà là tu vi của ông ta. Ông ta lập tức vui mừng, nói, mấy năm nay tu vi của tôi vẫn luôn đình trệ không tiến bộ, mấy ngày nay chuyển gạch chuyển mãi, đột nhiên hiểu rõ tường tận, cảm ngộ ra, cảnh giới mà rất nhiều năm không đột phá giờ được đột phá. Chỉ là như vậy, tôi không biết sau đây phải làm thế nào, vẫn xin cậu Lý, thiên sư chỉ điểm. Lý Dục Thần sớm đã nhìn ra tu vi của ông ta đã tiến bộ thêm một bậc. Cho nên mới hỏi như vậy. Lúc đó bảo ông ta bê từng viên gạch xây dựng lại thiên tinh quan, cũng là đang giúp ông ta, cho ông ta cơ duyên. Nền tảng của Trương Đạo Viễn khá ổn, ngộ tính cũng không kém, coi như có tư chất, chỉ là ở thành phố Hòa thường xuyên được các phú hào thế gia tâng bốc, coi ông ta là nhân vật lớn, cao cao tại thượng, bay bổng hư vinh, đương nhiên không thể tiến bộ. Lần này được Lý Dục Thần chỉ bảo, coi như nhảy vọt bước lớn. Bảo ông ta xây dựng, chính là muốn ông ta thực tế lại. Ông ta bình tâm lại, gạt bỏ hư vinh phù phiếm trước đây, những thứ tích lũy mấy chục năm được thể hiện ra, lại thêm Trương Tích Khôn vẫn luôn trông coi ở đây, có thể không chỉ điểm vài câu sao. Có cơ duyên như vậy, không đột phá cũng khó. Lý Dục Thần nói, ông là đệ tử chính nhất, tôi không có gì để chỉ điểm, nhưng tôi thấy ông xây nhà rất tốt, tiếp tục xây đi, cho đến khi xây xong toàn bộ thiên tinh quan. Một người xây cả một quan, tương lai cũng là một giai thoại. Trương Tích Khôn nói, còn không mau cảm ơn cậu Lý đi. Trương Đạo Viễn cũng hiểu ý, biết Lý Dục Thần nói rất nhẹ nhàng, thực ra lời nói có ý sâu xa, liền bái tạ nói, cảm ơn cậu Lý chỉ điểm, Trương mỗ cảm kích không thôi. Lý Dục Thần xua tay, bảo ông ta không cần khách sáo, rồi nói chuyện với Trương Tích Khôn. Trương Đạo Viễn lại ngoãn ngoạn đi chuyển gạch. Lý Dục Thần liền hỏi Trương Tích Khôn, thiên sư có từng nghe nói đến Hổ Vân Thiên không? Trương Tích Khôn ngẩn người, dường như hơi kinh ngạc, nói, đương nhiên là tôi biết, sao cậu lại hỏi đến người này? Sao ồ, tôi mua một khu nhà ở thành phố Hòa. Lý Dục Thần nói lại chuyện phát hiện thi thể của Hổ Vân Thiên ở dưới giếng của Ngô Đồng Cư, miệng giếng có phong ấn như của phủ thiên sư cho ông ta. Anh chỉ nói đến Hổ Vân Thiên,
không nói đến chuyện nhà họ Lý ở thủ đô và chuyện Hồ Vân Thiên chữa bệnh cho cung Lăng Yên. Trương Tích Khôn vuốt râu, trầm ngâm nói, chuyện này hơi phức tạp, tôi cũng không biết rõ nội tình. Nhưng phong ấn đó có lẽ là của Phủ Thiên Sư, không sai. Thiên Sư đã biết là của Phủ Thiên Sư, chắc chắn cũng biết là vị đạo trưởng nào ra tay, tại sao không hỏi, Lý Dục Thần nói. Trương Tích Khôn hơi khó xử nói, cậu Lý là sứ giả thiên đô, cậu muốn hỏi, theo Lý thì dù thế nào tôi cũng phải gọi người đến. Nhưng, người này là sư thúc của tôi, cũng chính là Trương Vân Phổ, thiên sư đời trước, 20 năm trước ông ấy bỗng tuyên bố truyền lại vị trí thiên sư cho tôi, sau đó bế quan, đến nay chưa ra. Cái gì? Lý Dục Thần kinh ngạc, nhớ đến quan chủ Vương Sùng Tiên của Bạch Vân Quan, cũng đột nhiên bế quan, đến nay chưa ra. Còn để lại một bài thơ. Thiên sư có biết tại sao ông ấy bế quan không? Trước khi bế quan đã xảy ra chuyện gì? Trương Tích Khôn lắc đầu nói, tôi cũng không biết tại sao đột nhiên ông ấy bế quan. Còn về trước khi bế quan, đúng là đã xảy ra một vài chuyện. Ví dụ như Hồ Vân Thiên này, theo tôi được biết, ông ta vốn là gia chủ của nhà họ Hồ ở Tiền Đường, sau này từ bỏ gia tộc, lên phía Bắc chữa bệnh cho ma đầu, bị người trong chính đạo vùi dập. Vân Phổ Thúc có giao tình cũ với ông ta, nói là muốn khuyên ngăn ông ta. Sau khi rời núi mấy tháng, quay về thì bế quan. Từ đó về sau, tôi cũng không nghe tin tức về Hồ Vân Thiên nữa. Ồ đúng rồi, Trương Tích Khôn bổ sung nói, hình như còn có người cùng Vân Phổ Thúc bế quan, như Vương Sùng Tiên chân nhân của Bạch Vân Quan, Lục Vân Long chân nhân của Võ Đang, Lâm Thiết Phong chân nhân của Phái Thần Tiêu, và Tố Vân Tiên cô của Nga Mi. Nhiều người vậy ư? Lý Dục Thần ngửa mặt nhìn trời, xem ra chuyện này liên quan rất rộng. Trương Thiên Sư, nếu Vân Phổ Thiên Sư xuất quan, phiền ông nhất định phải nói với tôi một tiếng, tôi muốn thăm ông ấy. Lý Dục Thần biết không thể có được thêm thông tin gì từ Trương Tích Khôn, cũng chỉ đành đợi mấy người đó xuất quan. Bây giờ xem ra hy vọng duy nhất vẫn là bài thơ của Vương Sùng Tiên của Bạch Vân Quan để lại, chỉ cần giải được bài thơ đó, thì ông ta sẽ xuất quan. Bạch Vân Quan ở ngay thủ đô. Những điều Vương Sùng Tiên biết, có lẽ còn nhiều hơn những người khác. Xem ra phải về nghiên cứu kỹ bài thơ đó. Hỏi xong chuyện riêng, Lý Dục Thần nói ra chuyện Thái Dương Thánh Giáo Liên Hiệp Giáo Phái nước ngoài muốn gây bất lợi với Hoa Hạ, và mời Trương Tích Khôn phát thiên sư lệnh, để đạo môn thiên hạ cảnh giác. Trương Tích Khôn nghe thấy Kim Tam Mộc đã đích thân đưa người ra nước ngoài, bèn nói Kim Đạo Trưởng đã đi, Long Hổ Sơn tôi lại làm sao có thể tụt phía sau. Đinh Thọ. Ông lập tức đưa người đến Los Angeles chỉ viện cho Trung Phú Quan. Hoa Hạ lừng lẫy, làm sao có thể để người của tông đạo nước ngoài sỉ nhục. Trần Thọ Đình đồng ý một tiếng, bèn đi chuẩn bị. Từ biệt Trương Thiên Sư, Lý Dục Thần vẫn không lập tức đến nhà họ Lâm, mà đi gặp Lang Dụ Văn. Khi Lang Dụ Văn nhìn thấy Lý Dục Thần liền ngẩn người 2 giây, sau đó phá lên cười lớn ha ha. Lý Dục Thần hỏi tại sao anh ta lại cười. Lang Dụ Văn nói, tôi biết ngay cậu không chết mà. Lý Dục Thần cũng bật cười. Không biết tại sao, đây cũng là cảm giác đầu tiên của anh. Khi mọi người tìm kiếm gần 1 tháng trong đầm hoang không có kết quả, ngay cả Mã Sơn cũng nghĩ anh đã chết, sợ rằng cũng không ai tin anh còn sống. Ngoại trừ Lang Dụ Văn. Chính vì Lý Dục Thần có cảm giác như vậy, mới đến gặp Lang Dụ Văn trước. Anh cần biết, trong 1 tháng anh không ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, tình hình hiện tại thế nào? Về năng lực phán đoán tình thế, anh tin Lang Dụ Văn rất mạnh, hơn Lâm Thu Thanh nhiều. Lang Dụ Văn cũng thực sự không phụ sự tín nhiệm của Lý Dục Thần. Trong hơn 1 tháng nay, anh ta không những không từ bỏ, mà còn thận trọng cùng thuộc hạ của anh A, chỉ huy từng trận chiến dịch thương mại đánh giáp lá cả với nhà họ Viên. Nếu không phải là sự kiên trì và lòng tin của anh ta, không cần nhà họ Viên cuối cùng lấy ra đao chém, nhà họ Lâm đã sập rồi. Thông tin cậu đã chết khiến nhà họ Viên nghi thần nghỉ quỷ nửa tháng, nếu không có nửa tháng đó nghi ngờ đó, nếu từ ngày đầu tiên cậu mất tích họ đã phát động tấn công, tôi cũng không cố trụ được đến bây giờ, Lang Dụ Văn cười nói. Lý Dục Thần biết, phía sau giọng điệu bình thản nhẹ tênh của Lang Dụ Văn, là bao nhiêu ngày mưa máu gió tanh. Đây là một cuộc chiến không nhìn thấy khói súng. Hiện giờ nhà họ Viên đã chiếm hết thế thượng. Phong, nếu cậu về muộn thêm 1 tuần, họ sẽ đánh thắng trận này. Bây giờ thì sao, tôi đã về, anh cảm thấy trận này phải đánh đến lúc nào, Lý Dục Thần nói. Lang Dụ Văn hút một hơi thuốc,
nghiêm túc nhìn Lý Dục Thần, nói, vậy thì phải phụ thuộc vào thanh kiếm mà cậu giấu sắc bén thế nào. Cậu dự định lúc nào tung kiếm? Lý Dục Thần cười, nói, còn nửa tháng nữa là đến đại hội võ lâm, vậy thì tung kiếm ra trước một ngày diễn ra đại hội võ lâm đi. Anh có thể cố gắng đến này đó không? Hai tuần nữa, ngón trỏ và ngón giữa Lang Dụ Văn kẹp điếu thuốc, đẩy kính mắt, có hơi căng, nhưng không sao, đã có thời gian cụ thể, còn tốt hơn nhiều so với chờ đợi vô thời hạn, tôi nhất định kiên trì đến ngày đó. Đôi mắt của Lang Dụ Văn lóe lên ánh sáng, tràn đầy trí tuệ và tự tin. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.